quyển 3 chương 121, chị xin em đừng hủy hoại anh ấy. Nếu xông vào đập cho anh ta một trận, chiêu này đối với Lâm Yêu yêu mà nói sẽ rất thiệt thòi. Dù sao thì anh ta cũng ăn mặc tử tế, còn cô, thứ duy nhất để che đậy cơ thể là chiếc khăn tắm ngắn ngủn này. Đối mặt với một người đàn ông không có đạo đức, nhất lại là một người vừa bị cô tạt cả một cốc cà phê vào người, nói không chừng sẽ có ý định báo thù, cô chỉ còn cách liều mạng giữ lại chút lý trí chẳng còn sót lại là bao. Sao anh vào được đây? Diệp Uyên đồ nghịch chiếc quần lót trên tay, vừa nãy tôi đã muốn nói em rồi, thật ra tôi ở ngay bên cạnh em. Ở bên cạnh thì có liên quan gì tới cô? Tôi đang hỏi anh, làm thế nào anh vào được đây? Đây mới là điểm mấu chốt. À, Diệp Uyên dài giọng, khi hàng lông mày rậm dài khẽ dướn lên, đuôi mắt hẹp dài khẽ hiện lên một cái nhìn xấu xa. Chẳng qua tôi chỉ nói với phục vụ khách sạn rằng bạn gái và tôi cãi nhau, thế nên người ta mới tốt bụng mở cửa phòng ra giúp tôi. Ai là bạn gái của anh? người đàn ông này có thể vô liêm sỉ hơn nữa được không diệp uyên chỉ cười không nói chủ động đưa chiếc quần lót của cô lại gần chóc mũi anh mặt lâm yêu yêu biến sắc thơm quá đi diệp uyên dù nhìn thế nào cũng giống một tên háo sắc đôi mắt ma quỷ quyến rũ người khác lúc nào cũng như chứa đựng một suy nghĩ thiếu đứng đắn tôi làm bạn trai em còn không có tư cách sao yên tâm có lẽ ở một phương diện nào đó tôi không phải là một người bạn trai tiêu chuẩn nhưng trên giường thì anh đặt chiếc quần xuống giường đứng dậy đi về phía cô trong lòng lâm yêu yêu bùng lên một sự cảnh giác chỉ tay về phía anh 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 chớ có lại gần đây sự uy hiếp của cô đối với một người cao lớn như diệp uyên mà nói dường như chẳng đạt được chút hiệu quả nào anh bước lên thừa thế nắm chặt tay tay cô sau đó lập tức thu tay về cả người cô liền ngã vào lồng ngực anh anh buông tôi ra khốn kiếp cô chưa từng tiếp xúc với kiểu đàn ông này không ngừng ngôn ngữ lẳng lơ đến cả hành vi cũng tùy tiện không biết xấu hổ cô ra sức vùng vẫy diệp uyên càng ôm cô gần hơn nữa môi áp sát bên tai cô trên giường tôi tuyệt đối đủ tiêu chuẩn có thể khiến em sướng tới chết câm miệng đúng là không biết dơ gương mặt lâm yêu yêu đỏ bừng bừng định giơ tay tát vào mặt anh em còn động đậy nữa là tôi kéo nó xuống đấy diệp uyên từ tốn uy hiếp lâm yêu yêu như bị đứng hình cánh tay diệp uyên đặt ở một góc chiếc khăn tắm chỉ cần anh kéo một cái là cô và anh sẽ đối diện với nhau một cách thuần khiết nhất đỏ mặt rồi mọi người đều trưởng thành cả rồi chọc ghẹo em chút không được sao diệp uyên nhìn gương mặt đỏ ửng như dáng chiều của cô thì cảm xúc trong lòng bỗng khác lạ tâm tình cũng trở nên tốt hơn ai đỏ mặt anh mau buông tôi ra còn không buông tôi hét lên đấy cô quắc mắt nhìn anh em hét đi cho dù có người vào đây người ta cũng chỉ nhìn thấy em đang mặc áo ngủ rất tỉnh táo nằm trong vòng tay tôi mà thôi em bảo người ta sẽ nghĩ gì diệp uyên nói rồi cúi xuống đập ngay vào mắt là khe rãnh của cô lâm yêu yêu thấy anh nhìn không chớp mắt không biết là đang nhìn cái gì men theo ánh mắt anh nhìn xuống lập tức nổi điên không được nhìn bậy nói rồi cô kéo cao khăn tắm lên nhưng chiếc khăn tắm thì chỉ có từng đấy kéo lên cao đương nhiên phía dưới sẽ lộ ra nhiều hơn cũng tiện cho đôi tay của diệp uyên không còn an phận không được nhìn lung tung thì ôm chút vậy anh càng ôm chặt cô vào lòng bàn tay nắm chặt cổ tay cổ ép cô vòng tay ôm lấy cổ mình khoảnh khắc tiếp xúc với cơ thể người đàn ông cô cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể anh đồ háo sắc cô hoảng hốt dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra chỉ tay ra phía cửa ra ngoài cô và đinh tư thừa đã từng phát sinh quan hệ đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của những thay đổi trên cơ thể người đàn ông trước mặt cô chỉ từng có một người bạn trai duy nhất là đinh tư thừa cũng chỉ từng yêu thương sâu sắc mình anh ấy mà thôi anh không những là người khiến những tình cảm đầu đời của cô nảy nở mà còn là một người đàn ông quan trọng đã dẫn dắt cô từ một người con gái trở thành một người phụ nữ thế nên từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới việc tiếp xúc với một người đàn ông khác sẽ như thế nào nhưng con người trước mặt đây đúng là vô liêm sỉ có tiếng cô và anh ta chẳng qua mới chỉ có duyên gặp mặt mấy lần thế mà anh ta đã dở thủ đoạn với cô đúng là phần tử biến chất sao quả tạ của phái nữ diệp uyên cúi đầu liếc nhìn bất giác bật cười mùa hè quần áo mặc vốn đã mỏng thế nên vật thể lạ căng lên nhìn rất rõ vậy mà anh không những không ngượng mà còn đường hoàng ngắm gương mặt đỏ không còn sót chỗ nào của lâm yêu yêu của tôi không hề nhỏ đâu, có muốn thử không? Ra ngoài. Lâm yêu yêu sắp phát điên rồi, vớ ngay lấy cái gối đánh về phía anh. Diệp Uyên nghiêng đầu tránh được đòn công kích, em ném đồ nhiều thành quen rồi phải không? Đầu tiên là cà phê giờ tới gối. Tôi cảnh cáo em đấy, món nợ trước tôi còn chưa tính sổ với em đâu. Đòi tính sổ với tôi. Tôi chỉ hận không thể rút gần anh ra. Lâm yêu yêu lại kéo một cái gối khác đập tiếp. Diệp Uyên né rất nhanh, vừa định lên tiếng thì điện thoại reo, anh đành thôi, hôm nay tạm tha cho em. Cút. Lâm yêu yêu hét lên. Lúc Diệp Uyên ra khỏi cửa, cánh cửa đằng sau lưng anh đóng dầm một tiếng. Anh quay đầu nhìn cánh cửa khép chặt, không nhịn được cười, liền sau đó rút điện thoại ra, nét mặt trở nên khó xử. Mẹ! Sao giờ này mẹ còn gọi điện tới? Sao hả cái thằng nhóc này? Mẹ cản trở con dở trò sằng bậy sao? Đúng là không ai hiểu con trai bằng mẹ. Diệp Uyên đi tới tận cuối hành lang. Thành phố tua đã về đêm, qua khung cửa sổ sát đất là cảnh đẹp tuyệt vời nơi xứ người, mẹ tìm con có chuyện. Nếu không phải là chuyện của công ty mẹ chẳng hơi đâu gọi điện cho con. Nguyễn Tuyết Mạn hạ thấp giọng. Diệp Yên chỉ cần nghe tới hai chữ công ty là đầu lập tức to ra. Anh đang định nói mình có việc, chuẩn bị cúp điện thoại thì nghe đầu kia nói, con đừng thấy nản vội. Uyên à, hôm nay mẹ nghe nói Nhiên Bách Ngạn đã xử lý xong quan hệ với mỏ đá quý bên Nam Phi rồi, mỏ trước đây chuẩn bị đầu tư giờ đã nắm chắc 8, 9 phần rồi. Việc này rất tốt mà, Bách Ngạn trước giờ vẫn rất tài giỏi. Diệp Uyên chẳng màng tới chuyện này, còn nói tốt. Con biết là trước nay Niên Bách Ngạn cược mò luôn rất chuẩn xác. Chỉ cần là mỏ khoáng sản nó để ý tới, thì chữ lượng kim cương bên trong tuyệt đối lớn. Bố lại tin tưởng nó hoàn toàn. Lần này mà nó lại thành công, thì địa vị của con và Tiểu Ngọc khó mà giữ vững. Bây giờ từ trên xuống dưới tinh thạch đều do nó một tay quản lý, ai dám chắc một ngày nào đó nó không chấn chỉnh lại cả hội đồng quản trị. Đến lúc đó lỡ như nó giải quyết triệt để cả hai đứa con thì làm thế nào? Uyên à, con là con trưởng nhà họ Diệp, tinh thạch phải do con tiếp quản mới đúng. Nguyễn Tuyết Mạn khuyên bảo hết nước hết cái. Mẹ! Diệp Uyên giơ tay dây hai bên Thái Dương, gương mặt bực bội nhưng vẫn cố đè nén cảm xúc, con và Tiểu Ngọc đều không đi theo kinh doanh, cho dù có cho con cả cái tinh thạch con cũng chẳng hứng thú gì. Mấy năm nay cũng may có bách ngạn vất vả khó nhọc, tinh thạch mới có thể phát triển lớn mạnh như bây giờ, bố cũng mới có thể nhẹ nhõm. Mẹ, bách ngạn tuyệt đối không phải loại người như mẹ nghĩ đâu mẹ nghĩ nhiều rồi, con trai ngốc của tôi ơi, biết người biết mặt khó biết lòng, chỉ cần dính tới lợi ích, chẳng ai đáng tin cậy cả. anh ấy là anh rể con, chúng ta đều là người một người nhà, có gì mà không tin tưởng được? Diệp Uyên cố gắng an ủi. Nguyễn Tuyết Mạn càng lo lắng hơn, lẽ nào con không cảm thấy chuyện hôn nhân của nó và Tiểu Ngọc có gì đó kỳ lạ sao? Không ạ, à, bình thường lắm mà. đó là vì con vô tâm, chẳng để ý gì nên không nhận ra hai đứa nó kết hôn cũng không ít ngày rồi nhưng Tiểu Ngọc vẫn ở nhà, con nói chuyện này có bình thường không? Diệp Viên cười, chị con chắc là không quen sống ở tứ hợp viện thôi. Hơn nữa, Bách Ngạn cũng bận lắm, chị con lại không đi làm, tứ hợp viện rộng như thế, chị ấy ngày nào cũng một mình ở đó cô đơn lắm. Hai đứa đã lấy nhau rồi mà sao vẫn còn như thế? Hỏi Tiểu Ngọc nó cũng không chịu hé răng, nói cái gì mà nó và Bách Ngạn thật lòng yêu thương mới đến với nhau. Mẹ sống từng này tuổi rồi, nhìn là biết không giống được rồi được rồi mẹ bên này con có chút việc gấp không nói chuyện với mẹ nữa tóm lại là nếu bố đã tin tưởng bách ngạn thì mẹ cũng đừng nghĩ nhiều tiểu ngọc thế nào con không rõ nhưng con chắc chắn sẽ không về tinh thạch làm việc cứ vậy nhé uyên con nghe mẹ đầu kia còn chưa nói hết câu diệp uyên đã vội vàng ngắt điện thoại thở phào nhẹ nhõm một lúc sau anh lại bước từng bước tới trước cửa phòng lâm yêu yêu giơ tay gõ cửa cô em mở cửa cho anh vào bên trong văng ra tiếng hét phẫn nộ của người con gái. Diệp Uyên bật cười ha ha. Hết phần một tố Diệp ngủ một giấc đã đời, khi mở mắt ra thì đã gần trưa. Khi nhìn thấy nắng làm mềm tấm rèm cửa, cô thầm thốt lên thật tuyệt, cảm giác được ngủ một mạch tới sáng, không bị bừng tỉnh lúc rạng sáng thật sự quá tuyệt vời. Nhưng cảm giác dễ chịu chẳng duy trì được bao lâu khi nghĩ tới cuộc gặp mặt sắp đến giữa cô và Diệp Ngọc. Cô thức dậy, uể oải đi đánh răng rửa mặt, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà thì bất ngờ nhận được điện thoại của sư phụ Bana. Tình hình của anh ta có vẻ rất xấu. Thanh âm run lẩy bẩy, câu từ ngắt quãng, không đầu không cuối. Phản ứng đầu tiên của Tố Diệp là lo bệnh tình của anh ta diễn biến xấu đi. Quả nhiên không sai, khi Tố Diệp cố gắng vỗ về tâm trạng của ba na mới biết, anh ta lại bắt đầu gặp ác mộng. Cô gái trong giấc mơ bị một người đàn ông lái xe tải cán qua người một cách ác độc, rồi bị kéo lê đến trước cửa một ngôi biệt thự, chặt xác thành từng khúc. Trời không trăng, người cô gái đó máu me đầm đìa trở thành một đống thịt lúc nhúc đầu tiên tố diệp giúp ba na chấn tĩnh lại lập tức đặt cho anh ta một cuộc hẹn tới làm trị liệu hành vi ở chỗ hà minh lần này hà minh lại rất hợp tác có lẽ vì cũng đã cảm giác được tính nghiêm trọng của sự việc thế nên đã đồng ý cho ba na ngày hôm sau tới phòng tâm lý tìm mình sau khi sắp xếp xong mọi việc tố diệp lại gọi điện thoại cho tố khải hỏi thăm cậu xem gần đây có vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng nào không như chặt sắc chẳng hạn tố khải nói là không có lại trêu cô quanh năm suốt tháng làm việc với bệnh nhân tâm lý cũng bất bình thường rồi Tố Diệp dặn dò Tố Khải mấy câu ngắn gọn rồi cũng cúp máy, ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Lúc cô sắp ra khỏi cửa lại nhận được điện thoại của Diệp Ngọc, giọng nói rè rặt, Tiểu Diệp, chị đã tới nhà hàng rồi. Ừm, um. cô đáp lại một tiếng thiếu thiện cảm, rồi cúp máy. Nhà hàng họ hẹn gặp nằm trong du xá của khu Sanlitun, một nhà hàng đồ tây dành cho tầng lớp tiểu tư sản vừa cao cấp vừa mang phong cách quốc tế. Du xá là tên một khách sạn tiếng Anh gọi là The Upper East House. Ý chỉ căn nhà chính đối diện với tứ hợp viện của Trung Quốc, thường chỉ căn nhà hướng Nam, nơi đặt phòng nghỉ tôn quý cho khách tới nhà. Ngoài ra nó còn là tên một khách sạn nằm tại khu trung tâm thương mại Sanlitun Village. Có lẽ Diệp Ngọc muốn thuận tiện cho Tố Diệp nên mới đặt nơi này. Vậy mà Tố Diệp chẳng hề nể tình. Sau khi ngồi xuống, gọi một suất ăn từ một người phục vụ Nam diện mạo người ngời. Cô cười khẩy, thiên kim tiểu thư đúng là chơi trội, chẳng qua chỉ là bữa cơm trưa thôi, cũng phải tới một nơi cao cấp thế này Dường như Diệp Ngọc sớm đã quen với những lời nói châm chọc của cô, khẽ nhíu mày, thật ra bình thường chị rất ít ra ngoài, hai chị em chúng ta lần đầu tiên ra ngoài ăn cơm, đương nhiên không thể qua loa. Đúng rồi, sống trong nhà giàu sang cơ mà. Dù có không ra ngoài làm việc cũng không chết đói được. Sau khi cà phê được mang lên, Tố Diệp nhấp một ngụm, giọng điệu thản nhiên, "Nhưng tôi không giống như chị, thời gian của tôi quý báu lắm. Nói đi, chị tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?" "Chị, muốn hỏi thăm em về một người." diệp ngọc vội vàng rút điện thoại ra tìm ra ở trong một bức ảnh anh ấy tên là tăng vũ em xem có ấn tượng về người này không tố diệp đầu không thèm ngẩng mắt không thèm liếc trong điện thoại chị nói chỉ liên quan đến niên bách ngạn đúng vậy thật ra hôm nay hẹn em tới đây là có hai việc một việc thật sự có liên quan tới bách ngạn việc còn lại chính là về tăng vũ sắc mặt diệp ngọc trở nên lo lắng giơ tay giữ chặt cánh tay cô chị nghe nói anh ấy từng tới phòng tâm lý liêm chúng tiểu diệp chị xin em nói cho chị biết Tố Diệp rút tay về, ngước mắt lên nước nhìn người đàn ông trong bức ảnh. Anh ta có gương mặt thanh tú, sáng sủa, đúng là một hoa mỹ nam hiếm có. Cô đặt thìa cà phê sang một bên rồi nói, là một bệnh nhân của tôi, tôi còn nhớ. Nói vậy là, anh ấy thật sự đã đi khám bác sĩ tâm lý. Diệp Ngọc hốt hoảng, ánh mắt thất thần. Tố Diệp không nói gì, sau khi người phục vụ bưng đồ ăn thì chỉ vùi đầu vào ăn. Đối với việc thần thái của Diệp Ngọc ra sao cô vốn không quan tâm. Anh ấy đã nói với em chuyện gì, diệp ngọc bất ngờ hỏi tố diệp ngước mắt giọng nói bình thản xin lỗi đó là bí mật của khách hàng không thể tiết lộ cô khá nhớ người đàn ông này vì những người có diện mạo ưa nhìn đều khiến người ta có ấn tượng sâu sắc chỉ có điều sau khi đến hỏi cô một loạt những câu hỏi kỳ lạ anh ta không xuất hiện nữa hôm đó cô cũng đã nói chuyện với anh ta không ít diệp ngọc thấy cô như vậy cũng biết rõ chẳng hỏi thêm được chuyện gì đành thôi cô ta lặng lẽ rút điện thoại về cầm lấy dĩa gảy món điểm tâm trước mặt mình nhất thời rơi vào im lặng Tố Diệp vốn đã thấy phiền với cô ta, sau khi thấy vậy, không nói một lời, cầm lấy túi sách định đứng dậy rời đi. Ấy, Tiểu Diệp, Diệp Ngọc vội vàng gọi giật cô lại. Tố Diệp kìm nén, lạnh lùng nhìn cô ta. Diệp Ngọc khẽ thở dài, rút từ trong túi sách ra một chiếc phong bì, chậm chậm đẩy tới trước mặt cô, nhẹ nhàng nói, em xem đi. Tố Diệp liếc cô ta một cái, ngồi lại xuống ghế, cầm phong bì lên xem, bên trong là một sấp ảnh. Cô lấy ra xem, do dự vài giây, rồi lại đưa mắt nhìn biểu cảm của Diệp Ngọc. Cô ta không nhìn qua bên này, chỉ cúi đầu từ tốn uống cà phê. Tố Diệp không nói câu nào, lấy toàn bộ ảnh ra, lật xem từng bức một. Đôi nam nữ trong ảnh không phải ai xa lạ, người đàn ông là Niên Bách Ngạn, còn người phụ nữ là cô. Có bức chụp ở sân gôn, ghi lại khung cảnh Niên Bách Ngạn tận tay chỉ dạy cô cách đánh gôn. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống bị chụp trộm, giống như đang chụp hình, vì ánh sáng trên bức ảnh rất tốt, cô cúi đầu tập trung tinh thần nhìn quả bóng dưới đất còn anh lại tập trung nhìn gương mặt hơi nghiêng của cô cô không hề biết rằng thì ra ánh mắt anh khi thâm tình càng anh tuấn hơn nữa còn cả ảnh khi họ ở nội mông cổ có bức anh khoác áo cho cô cô mỉm cười đưa nước cho anh hai người cùng cưỡi ngựa cô được anh ôm chặt vào lòng trong buổi tối lửa chạy hai người họ cùng tựa vào nhau uống rượu tóm lại là người chụp trộm đã dùng kỹ thuật và phương pháp theo dõi cực tốt để ghi lại từng chút kỷ niệm giữa cô và nhân bách ngạn từ những bức ảnh này, không khó để nhìn ra, cô và Niên Bách Ngạn nghiễm nhiên đã là một đôi tình nhân đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. À không, nghiêm túc mà nói, trước mặt một chính thất như Diệp Ngọc, cô và Niên Bách Ngạn đang lén lút vụng trộm. Nhưng nếu không được nhìn những bức ảnh này, Tố Diệp thật sự không biết rằng, thì ra khi hai người họ đứng trước ống kính lại đẹp đôi đến thế. Thu lại từng bức ảnh một, mặt Tố Diệp tỉnh bơ. Xem ra cái gọi là chị em tình thâm chỉ là giả, vợ lớn tới trước bắt gian mới là thật diệp ngọc ngược lại bị cô nói cảm thấy ngượng ngập cúi đầu cắn chặt môi cái dáng vẻ đáng thương tội nghiệp đó nhìn kiểu gì cũng không giống một người vợ chính thức ngược lại một tố diệp ung dung thoải mái càng giống hơn em đừng hiểu lầm những tấm ảnh này không phải chị thuê người chụp trộm đâu chị không nghĩ sẽ theo dõi và điều tra hai người cô ta ấp a ấp úng tố diệp cười khẩy thế thì chị đưa tôi xem đống ảnh này với mục đích gì không định hỏi tội sao chị diệp ngọc ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt hiền lành em là em gái chị, cho dù có làm sai chuyện gì chị cũng sẽ không trách em. Ôi, nghe cảm động thật đấy. Tố Diệp giơ bức ảnh trong tay lên, nhìn thẳng vào cô ta, nói vậy là chị cầm ảnh tới đây, có lòng tốt nhắc nhở tôi, lần sau hẹn hò với chồng chị phải đề cao cảnh giác phải không? Ngón tay Diệp Ngọc khẽ run lên, lông mi giật giật, chị muốn hỏi em, hai người có phải đã, ở cùng nhau rồi không? Ở cùng nhau là có ý gì? Tố Diệp được cười nhìn cô ta, tức là, tức là em và anh ấy đã ở chung nhà rồi. Giọng nói của Diệp Ngọc rất nhỏ, như một con muỗi. Cô ta càng như vậy Tố Diệp lại càng nổi điên, chỉ hận không thể xé nát cái bộ mặt giả vờ đáng thương đó của cô ta ra. Cô nghiến răng, Cố Tình cười nói, "Chị nói nhỏ quá rồi, tôi nghe không rõ." "Tiểu Diệp, em, à, tôi biết rồi. Có phải chị muốn hỏi, chồng chị đã chạm vào tôi chưa chứ gì?" Tố Diệp Cố Tình cao giọng. Trong nhà hàng có cả người Trung Quốc, nghe xong câu này hết thảy đều nhìn cả về phía họ nhỏ tiếng một chút còn không thấy mất mặt sao diệp ngọc sốt sắng tố diệp tự hồ chẳng mấy quan tâm mấy ánh mắt đó cô nhún vai mất mặt nhà họ diệp các người làm bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ như thế còn chẳng sợ tôi sợ cái gì chúng ta chuyện nào ra chuyện đấy được không diệp ngọc như sắp khóc tới nơi nếu em thật sự đã cùng anh ấy vậy thì rời xa anh ấy có được không cuối cùng cũng nói vào chuyện chính rồi đấy vậy mới phải chứ chị không khuyên tôi rời xa anh ấy sao thể hiện mình là vợ được Tố Diệp Thong thả tựa lưng ra sau ghế, nhưng ánh mắt thì lạnh như trăng tháng chạp, vậy thì lúc này tôi đương nhiên phải dùng cách nói chuyện của Tiểu Tam để đáp lại rồi. Rời xa anh ấy ư? Không thể được, tôi đã là người phụ nữ của anh ấy rồi, rời xa thế nào đây? Hơn nữa, chưa nói tới việc chồng chị cao giáo, tuấn tú, dịu dàng, giàu có, kỹ thuật trên giường còn tuyệt vời như vậy, sao tôi nỡ rời xa anh ấy? Câu nói này đủ khiến gương mặt Diệp Ngọc tái mét, em, sao hai người có thể quan hệ chứ? Anh ấy là anh rể em, thế thì chị phải về nhà hỏi anh ấy nghĩ thế nào rồi rõ ràng đã biết tôi là em vợ còn lên giường cùng tôi tố diệp gượng cười làm tốt vai diễn một tiểu tam ngang ngược không phải tới giờ chị mới phát hiện ra chứ tối đó ở nhà họ diệp chị cũng nhìn thấy anh ấy lo lắng cho tôi thế nào rồi đấy ngón tay diệp ngọc run rẩy cụp mắt xuống che giấu vẻ bất an trong đáy mắt cô ta đưa tay định bê cốc cà phê lên mới phát hiện tay mình đang run lên rất mãnh liệt đành buông xuống một câu nói của tố diệp đã đánh trúng vào dự đoán của cô ta tối hôm đó ở nhà họ Diệp cô ta cũng nghi ngờ. Sự bồn chồn bất an của Niên Bách Ngạn, khi quay về phòng không phải cô ta không nhận ra, cô ta quen anh cũng chẳng phải ngày một ngày hai nữa, sự căng thẳng lo lắng như thế cực kỳ hiếm gặp. Rõ ràng anh nói chỉ qua phòng bên cạnh xem tình hình thế nào rồi quay lại, vậy mà cả tối đó anh không hề quay lại. Niên Bách Ngạn không phải một người lật lọng, cho dù chỉ là một chuyện rất nhỏ, anh đã nhận lời là chắc chắn sẽ làm được. Nhưng hôm đó, vì tố diệp anh đã trở thành người thất tín, nếu chị muốn khuyên tôi rời xa thì kiệm lời đi, là chồng chị không bỏ được tôi. Nụ cười của Tố Diệp như chất độc của cây hoa cà, nếu có thể dùng tính mạng để hại chết đối phương cũng thấy xứng đáng. Không, Bách Ngạn không phải loại người đó. Diệp Ngọc lắc đầu, cô ta đưa tay nắm chặt cốc cà phê, có cảm giác chiếc ghế tựa là chút sức mạnh cuối cùng chống đỡ cả cơ thể cô ta. Anh ấy là một người đàn ông làm việc rất có nguyên tắc. Trước khi kết hôn, chị biết anh ấy từng có phụ nữ bên cạnh, có tình nhân cố định, nhưng sau khi kết hôn anh ấy đã cắt đứt hoàn toàn với người phụ nữ đó rồi trong chuyện tình cảm anh ấy luôn rất rõ ràng cũng rất trách nhiệm anh ấy tuyệt đối sẽ không giấu chị làm chuyện đó trái tim tố diệp như bị hàng vạn mũi kim đâm qua cô biết với thân phận và địa vị của anh bên cạnh không thể nào không có phụ nữ cho dù không phải một công tử đào hoa thì cũng có những nhu cầu sinh lý bình thường nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy ngột ngạt và khó chịu tiểu diệp em thật lòng yêu anh ấy sao diệp ngọc đột ngột hỏi tố diệp hơi ngẩn ra vô thức nói yêu thì sao không yêu thì sao diệp ngọc cũng ý thức được mình vừa hỏi một câu ngu ngốc cô ta không biết làm sao đành lắc đầu bất luận em có yêu anh ấy hay không chị xin em cũng đừng tới chọc ghẹo anh ấy bách ngạn là một người rất tốt rất tốt mặc dù trông anh ấy có vẻ không được gần gũi cho lắm nhưng anh ấy thật sự đã dốc hết ruột gan đối xử tốt với chị và nhà họ diệp một người tốt như vậy chị xin em đừng hủy hoại anh ấy tôi hủy hoại anh ấy đúng vậy bất kể hai người có thật lòng yêu thương nhau hay không cũng không có khả năng và không được ở bên nhau anh ấy là con rể nhà họ diệp còn em là em vợ của anh ấy một khi em còn nảy sinh tình cảm cũng tức là sẽ gánh tội danh muôn đời thế nên em hãy rời xa anh ấy đi nếu không danh tiếng địa vị thậm chí là tất cả giờ đây anh ấy có được đều sẽ bị em hủy hoại diệp ngọc nhấn mạnh từng câu từng chữ nghiêm túc chân thành tố diệp chỉ nhìn cô ta một chữ cũng không nói tiểu diệp nếu không phải có mối quan hệ này, chị thật sự sẽ giơ hai tay tán thành tình yêu của hai người. Nói thật lòng, hai người đứng cạnh cảm giác rất hợp nhau. Nhưng anh ấy là chồng chị, em là em gái chị, chị không thể dương mắt nhìn hai người rơi vào những lời đơm đặt rèm pha của mọi người được. Diệp Ngọc giơ tay định kéo tay cô, nhưng tới giây cuối cùng lại dừng lại, chậm chậm thu tay về. Trong đáy mắt Tố Diệp là sự lạnh lẽo không thể tỏa lan. Cô hơi dướn người về phía trước, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén, Diệp Ngọc tôi cướp chồng chị cũng giống như năm đó mẹ chị cướp người đàn ông của mẹ tôi vậy. Ánh mắt Diệp Ngọc hơi chấn động. Mấy lời vừa rồi chị nói là mẹ chị dạy chị sao? Tố Diệp không hề khách khí, gai nhọn dựng đứng lên như một con nhím xù lông. Tiểu Diệp, em nhất định phải vì chuyện của đời trước mà thù ghét nhà họ Diệp sao? Chị nhầm rồi, tôi không thù ghét nhà họ Diệp, chỉ có chị và bố mẹ chị mà thôi. Tay Diệp Ngọc run lên, cà phê sóng sánh rơi xuống mu bàn tay. Diệp Ngọc, chị đừng ra vẻ đáng thương trước mặt tôi cái vẻ ngang ngược hồi nhỏ của chị bay đi đâu mất rồi lúc đó chính chị đã chỉ tay vào mũi mắng tôi là đồ nghiệt chủng nhất quyết đòi đuổi tôi ra khỏi nhà họ diệp không được phép cho tôi bước vào đó nửa bước tố diệp bật cười nhưng trái tim thì đang dỉ máu năm đó mẹ cô bệnh nặng nằm trên giường bệnh còn siết chặt tấm ảnh của người đàn ông đó trong tay cô còn rất nhỏ đã một mực tìm đường tới nhà họ diệp cô không hiểu cùng một người bố sinh ra tại sao lại có sự khác biệt lớn đến thế diệp ngọc thật sự giống như một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng có xe xăng đưa đón về tận nhà còn có bảo mẫu chăm sóc cho đi học ăn ngon mặc đẹp trông chẳng khác nào một cô công chúa nhỏ kiêu ngạo mà cô ta cũng đúng là một cô công chúa nếu so với một tố diệp sắc mặt vàng vọt ăn mặt sành xoàng thì đúng là khác nhau một trời một vực lúc nhìn thấy tố diệp vừa hay là lúc cô ta tan học về nhà đứng chặn trước cửa nhà vẻ mặt khinh thường bất luận tố diệp cầu xin thế nào cô ta cũng không cho cô vào cô ta mắng cô là nghiệt chủng mắng cô có dã tâm tới cướp bố mình bố ư từ ngày mẹ mất từ này đã hoàn toàn biến mất trong từ điển cuộc đời cô nét mặt diệp ngọc lúc đỏ bừng lúc trắng bệch lúc đó chị còn nhỏ không hiểu chuyện tiểu diệp chị đã biết sai từ lâu rồi thật đấy chính vì đã biết lỗi rồi nên sau này khi em vứt lại lá thư đó chị mới liều mạng đưa cho bố tiếc là bố lúc đó lại đi công tác ở ngoài không kịp về gặp gì thu lần cuối hay cho câu không hiểu chuyện đã nhẹ nhàng giảm bớt đi sự hống hách và sỉ nhục của chị đối với tôi. Tố Diệp cười, nhưng cũng nhờ có chị không hiểu chuyện, nếu không sao tôi có thể thế rằng nhất định sau này, phải là một người xuất sắc hơn chị. Sự thật chứng minh chị đúng là một đứa hèn yếu, giờ đến chồng mình còn chẳng quản nổi. Tiểu Diệp, em cứ tiếp tục thế này rồi sẽ hối hận, nhất định thế. Diệp Ngọc bất chấp kéo tay cô, ánh mắt khẩn thiết, nếu em chỉ vì muốn báo thù chị thì em thành công rồi, nhưng đừng tiếp tục nữa. Chị không biết bách ngạn ở bên cạnh em như thế nào, nhưng từ những bức ảnh này không khó nhận ra trong mắt anh ấy có em kẻ mù cũng có thể nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt anh ấy nếu anh ấy đã rung động với em mà em lại chỉ coi anh ấy là một con cờ tới lúc anh ấy phát hiện ra em nghĩ sẽ thế nào tố diệp hơi hít mắt lại trong mắt em chị chẳng qua chỉ là bông hoa nuôi trong lồng kính cho dù chị chẳng làm đúng chuyện gì nhưng bao nhiêu năm nay cũng có sự hiểu biết nhất định đối với bách ngạn anh ấy không phải người đàn ông mang tình cảm ra làm trò đùa nếu anh ấy đã thật lòng yêu ai thì nhất định sẽ rất sâu sắc anh ấy sẽ không thỏa hiệp với hiện thực mà có thể sẽ vì người mình yêu gánh chịu mọi sóng gió anh ấy không cho phép người khác hủy hoại mọi thứ của mình nhưng sẽ cam tâm tình nguyện vì người mình yêu mất đi tất cả ánh mắt diệp ngọc toát lên vẻ thê lương cô ta nhìn tố diệp trừ phi anh ấy tình nguyện nếu không không một ai có thể làm lung lay danh tiếng và vị trí của anh ấy nếu để anh ấy biết được sự hy sinh của mình chẳng qua chỉ là một trò đùa anh ấy sẽ khiến em sống không bằng chết Câu nói cuối cùng rất có sức mạnh, gần như đã làm Tố Diệp khiếp sợ. Một lúc lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, đứng dậy, lạnh nhạt buông một câu, đúng là hiểu đại thể, còn lo cho tôi như vậy nữa. Vậy thì chị cứ ngày đêm chúc phúc cho chúng tôi trước mặt Bồ Tát đi, để người phù hộ cho tôi và chồng chị thật lòng thương yêu nhau, tu thành chính quả. Dứt lời, cô thu hết đống ảnh trên mặt bàn lại rồi bỏ đi. Diệp Ngọc nhìn theo bóng cô mỗi lúc một xa, đầu mày khẽ nhíu chặt. Nắng chiều trói mắt, Hơi nóng phả ra hầm hập, cuộn trào trong không khí, như đang bơi giữa biển lửa. Tố Diệp không quay về nhà, cô đi lại vô định trên đường như một cô hồn, bất giác lại đi tới đường Bắc khu Sanlitun, người trên đường càng ít hơn. Đứng trước cửa một cửa hàng đại lý thương hiệu Versace, manơ canh trong tủ kính khoác lên mình bộ trang phục mùa hè mới nhất diêm rúa, tự tại, nhìn mãi nhìn mãi, cô đẩy cửa bước vào. Cảm giác mát lạnh ập tới. Người phục vụ bước tới, nhiệt tình chào hỏi. Cô chỉ vào chiếc váy dài manơ canh đang mặc, nói cho tôi thử rất nhanh cô được người phục vụ dẫn vào phòng thay đồ một không gian rộng lớn bốn mặt là gương soi chiếu toàn bộ cơ thể cô tố diệp không thay quần áo ngay mà ngồi phịch xuống ghế sofa im lặng nhìn bóng mình trong gương đối mặt với cô là một hình bóng hoàn toàn giống cô nhưng lại giống như một sinh mệnh đã thoát khỏi cái vỏ của mình đang hỏi cô rốt cuộc mày muốn làm gì đúng thế cô rốt cuộc muốn làm gì vì không khí trong căn phòng rất mát mẻ suy nghĩ của cô cũng dần dần trở lại bình thường giọng nói của diệp ngọc vang lên cũng rõ ràng hơn nếu để anh ấy biết được sự hy sinh của mình chẳng qua chỉ là một trò đùa anh ấy sẽ khiến em sống không bằng chết tố diệp bất giác dùng mình không biết vì căn phòng quá lạnh hay vì chính câu nói đó cô đặt chiếc váy sang một bên cả người cuộn tròn trên sofa hai cánh tay vòng lại ôm chặt lấy nhau sắc mặt cô rất nhợt nhạt như một con thỏ bị rút sạch máu chỉ cần có người đá nhẹ một cái là nó sẽ mất mạng Cô thừa nhận mình rất bị ổi, nhưng lại để mặc sự bị ổi này chuẩn bị tiến về phía trước, gặp nhiên bách ngạn, cô có nên tiếp tục không? Nếu đổi lại cô là người ngoài cuộc, nhất định sẽ không do dự tát cho đối phương một cái, đánh đến khi nào tỉnh ra thì thôi, nhưng có là người trong cuộc mới biết, muốn buông tay khó đến thế nào. Tố Diệp xoa mạnh mặt, cô trong gương buồn bực tích tụ. Có người khẽ gõ cửa, chị ơi, xin hỏi kích cỡ chiếc váy có phù hợp không ạ? Có cần đổi size khác cho chị không? Vì cô đã ở trong đây quá lâu rồi, Tố Diệp hồi tỉnh lại, đứng dậy nói, đang định lên tiếng thì vô tình liếc nhìn thấy hai người phụ nữ vừa đi vào cửa hàng. Cô vô thức lại trốn vào phòng thay đồ, khẽ khàng nói với nhân viên phục vụ, "Giúp tôi đổi số nhỏ hơn." Người nhân viên gật đầu rời đi. Bên đó, vì người trong cửa hàng không nhiều, tiếng hai người phụ nữ nói chuyện gần như lọt vào tai Tố Diệp không sót chữ nào. "Nếu không sao nói, con gái và con rể chị đúng là một đôi trời sinh." Hai đứa đứng cạnh nhau đúng là khiến người ta không thể rời mắt. Một người trong đó cười đứa con gái nào có thể sánh đôi với con rể chị như thế được nữa. Cũng phải, đứa con rể đó của tôi đúng là đốt đèn cũng không tìm được ai tốt hơn. Con gái tôi cũng không tệ, thế nên mới nói môn đăng hộ đối là quan trọng nhất, người ở tầng lớp nào thì nên tìm người ở tầng lớp ấy. Người phụ nữ còn lại giọng nói ngạo mạn, vừa chọn quần áo vừa nói. Tố Diệp dựa vào cửa phòng thay đồ, ánh mắt lạnh hẳn đi. Người con rể mà bà ta nhắc tới là Nhiên Bách Ngạn, người đàn bà đó là Nguyễn Tuyết Mạn. Hôm nay đúng là chúng ta rồi. Vừa gặp con gái, buổi chiều đi mua sắm lại đụng ngay phải bà ta. Ấy, nghe ông Lưu nhà tôi nói, con rể chị lần này đi Mông Cổ cùng dẫn theo một cô gái, không phải là tiểu tam đấy chứ. Nguyễn Thuyết Mạn cười khẩy, dù có là tiểu tam hay không, trước mắt con rể tôi cũng chẳng là gì. Nó yêu con gái tôi đến chết đi sống lại, trong mắt sao có người con gái khác được. Chẳng qua là hạng bắt mũi chưa sạch không có tiền đồ, muốn trèo cao nhưng còn non lắm. Người đàn ông lấy được con gái tôi mắt nhìn người đương nhiên rất cao mấy người muốn quyến rũ nó cũng nên xem lại mình thế nào đi đã. Ha ha, cũng phải, cũng phải. Hai người phụ nữ vừa nói vừa cười, rồi lại nghe Nguyễn Tuyết Mạn hét to, lấy tất cả những mẫu mới và số lượng có hạn ra đây cho chúng tôi thử. Giọng điệu lớn đến thế, khó giấu nổi vẻ kiêu căng của một bà lớn. Tố Diệp nắm chặt tay. Hay lắm Nguyễn Tuyết Mạn, bà ta biết rõ người đi mông cổ với nhân bách ngạn là cô, còn đi khắp nơi nói với người ta cô là kẻ vắt mũi chưa sạch, không có tiền đồ. Cướp bố của cô, hại chết mẹ cô, không biết hối cải thì thôi còn định đạp cô xuống dưới chân mình. Tố Diệp nghiến răng kèn kẹt. Rất lâu sau, cô đè nén sự phẫn nộ trong lòng mình xuống, ánh mắt lại càng lúc càng lạnh. Nghĩ rồi, cô lấy di động gọi vào một số điện thoại. Đối phương nhanh chóng bắt máy. Giọng nói của cô cũng truyền tới một sự bất lực yếu đuối, "Anh rể, người em rất không khỏe." Quyển 4 chương 122, khóa chặt trái tim. Gặp nhau quá muộn màng, nên thân phận của anh và em đã sai lầm yêu nhau quá muộn màng, nên thế giới của đôi ta đã náo nhiệt bao người qua lại. Em nên quay người bước đi, lựa chọn cô độc một mình, hay nên xuyên qua dòng người kia chạy tới bên anh, cùng anh đắm chìm trong sa mạc của tình yêu đây. Đêm mùa hạ huyên náo, dòng xe nườm nượp chuyển động dưới ánh đèn đường, bóng người qua lại như con thoi giữa quầng sáng khiến khung cảnh thêm phần náo nhiệt. So với sự ồn ná của con phố không đêm, San Li Tun với khung cảnh ăn chơi trụy lạc cách đó không xa, trong nhà tố diệp im lìm tới nỗi chỉ một chiếc kim rơi xuống nền đất, cũng có thể nghe thấy. Cô yên lặng nằm trên giường, nhìn kim đồng hồ trên tường quay từng vòng tích tắc tích tắc. Mỗi một nhịp đồng hồ vang lên là trái tim cô cũng đập một nhịp. Trong một hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh, đôi tai của con người cũng trở thành một máy bắt tín hiệu có công năng cực mạnh. Cô nghe được tiếng người vọng vào qua lớp kính thủy tinh, nghe thấy từng nhịp đập trái tim mình thậm chí là cả tiếng thở nhẹ nhẹ. Trên cửa sổ có ánh sáng dọi vào, là đèn xe. Tố Diệp vẫn đang chờ đợi, cho tới khi tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên cô mới ngồi bật dậy khỏi giường trái tim cuối cùng đã thoát khỏi tần suất đồng đều với kim đồng hồ mà đập nhanh hơn nhiều chuông cửa vẫn vang lên theo một trật tự đủ để thấy sự nhẫn nại và quyết tâm của vị khách cô đứng dậy đi xuống nhà lúc đi qua bàn uống nước ở phòng khách cô tiện tay dọn dẹp sạch sẽ đống ảnh vương vãi trên mặt bàn đè xuống dưới quyển sách chỉ để lại một góc nhỏ bên ngoài mở cửa bên ngoài là bóng hình cao lớn của niên bách ngạn rõ ràng là anh vừa từ công ty vội tới đây. Chiếc áo sơ mi màu cà phê đậm, bộ vét màu đen, chiếc thắt lưng tinh xảo và tia sáng rực rỡ trên cổ tay anh làm tăng thêm vẻ đẹp cho nhau, như thế càng làm nổi bật dáng vẻ của cô mái tóc rối bù và bộ quần áo ngủ của hãng Victoria Secret. Vào đây đi. Từ đầu tới cuối cô vẫn cúi đầu, nói xong bèn tự động đi tới nằm cuộn tròn trên sofa, cảm xúc không có nhiều thay đổi. Nhiên bách ngạn bước vào nhà, sau khi đóng cửa xong liền tiện tay đặt chìa khóa xe trên chiếc tủ để đồ ở cửa chính đi tới trước mặt cô thấy tâm trạng cô không vui anh bèn ngồi xuống đưa tay sờ lên chán cô cô không động đậy tròn mắt nhìn anh không sốt anh thu tay về dường như thấy nhẹ nhõm hẳn tố diệp uể oải gật đầu em thấy khó chịu ở đâu đầu tim toàn thân chân tay chỗ nào cũng khó chịu cô lào bào nhiên bách ngạn không nhịn được cười lại giận dỗi ai rồi cô chớp chớp mắt không trả lời lúc gọi điện thoại cho tôi em đang ở đâu anh nghe ra không giống như đang ở nhà tố diệp suy nghĩ một lát rồi đứng dậy khỏi sofa anh đợi chút nói rồi cô đi lên gác nghiên bách ngạn chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy cô nhảy nhót loạn lên anh cũng yên tâm không ít lúc nhận được điện thoại của cô anh đang họp trong điện thoại giọng cô yếu đuối mệt mỏi như một con mèo bị người ta cắt mắt đuôi cô khẽ khàng gọi anh một tiếng anh rể yếu ớt nói với anh rằng cô rất khó chịu khiến tâm trí anh loạn cào cào Cuộc họp vừa kết thúc là anh không kịp nghỉ ngơi, vội vàng tới đây. Khổ rằng đường quá tắc, anh đã liên tục vượt mấy cái đèn đỏ, chỉ mong không phải cô lại bị ốm hay lên cơn sốt. Xem ra, chỉ là cảm xúc có chút vấn đề. Niên bách ngạn ngồi trên ghế sofa. Lúc này anh mới có. Thời gian ngắm nhìn bốn xung quanh, không khỏi kinh ngạc. Căn phòng đang yên lành bị cô trang hoàng thành một phong cách ngập tràn cảm giác kỳ quái, hư ảo. Màu xám đen đương nhiên sẽ không tồn tại. Sofa màu xanh lá, thảm trải sàn màu xanh ngọc, ghế gỗ màu đỏ. Có ngọn đèn theo phong cách hiện đại, nhưng cũng có tủ đứng và điện thoại kiểu cũ của 30, 40 năm về trước. Trên khung cửa sổ sát đất xếp một hàng dài những con búp bê, và những món đồ chơi kỳ quặc, màu sắc rực rỡ, tạo hình độc đáo, có lẽ là một kiểu số lượng có hạn nào đó, tóm lại cố gắng phóng tầm mắt ngắm nhìn, thì đó là sự kết hợp của các hệ thống màu sắc đối lập, tạo cảm giác náo nhiệt. Ngoại trừ bức ảnh cực lớn treo trên tường, nó được coi là thứ tao nhã nhất chỉ độc một màu trắng, nhưng lại hòa hợp với khung cảnh căn phòng một cách kỳ lạ. Niên bách ngạn nhìn người con gái trong bức ảnh, nhìn mãi nhìn mãi, bỗng thấy xót xa. Trên mặt bàn đặt mấy quyển sách, anh lấy một cuốn lên xem, có liên quan đến tâm lý học. Lúc đang chuẩn bị đặt xuống, thì vô tình dở tới một góc phía dưới để lộ ra một tấm ảnh. Anh lật tiếp những quyển đè bên trên, mới phát hiện còn không ít ảnh. Anh cầm ảnh lên, xem từng tấm một. Khóe môi vốn đang nở một nụ cười dịu dàng của Niên Bách Ngạn dần dần căng ra, đường cong cương nghị bỗng trở nên lạnh giá đầu mày nhíu chặt khắc rõ một nếp nhăn lúc tố diệp đi xuống nhà vừa hay nhìn thấy cảnh ấy cô thầm hừ một tiếng trong lòng nhưng nét mặt không để lộ biểu cảm gì cô đi tới uể oải ngồi xuống bên cạnh niên bách ngạn đẩy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo tới trước mặt anh tạm thời chắn đi tầm nhìn của anh cái gì vậy niên bách ngạn không hiểu mở ra xem đi tố diệp dựa vào anh lúc ngẩng đầu mỉm cười cô cách anh rất gần niên bách ngạn tạm gác chuyện tấm ảnh lại cầm lấy chiếc hộp, mở ra, là một đôi măng xét tinh xảo hiệu Givenchy, hoàn toàn làm bằng vàng, thiết kế đơn giản thoải mái. Anh nhấn mày, còn chưa đợi anh hỏi cô đã khoác tay anh, nét mặt rạng rỡ Chiều nay lúc đi dạo phố em nhìn thấy nó, cảm thấy rất hợp với anh, anh thích không? Điều anh càng thích hơn là việc cô chủ động thân thiết với anh. Khiến một cô grandet như em chịu bỏ tiền ra đúng là không dễ dàng. Ghét anh quá đi, ai nói em là grandet? giọng tố diệp nũng nịu lúc nói còn giơ tay đánh nhẹ vào lồng ngực anh như thế khoảng cách của hai con người lại càng gần thêm một chút còn sự cố ý tiếp cận của tố diệp không vấp phải sự cự tuyệt của niên bách ngạn anh mỉm cười mặc cho cô làm nũng rồi tiện đà ôm cô vào lòng cô cũng khẽ dãy dụa mang tính tượng trưng một lát rồi sau đó dính chặt lấy anh như một con mèo yếu ớt anh nói xem có thích không cô lấy ra một chiếc măng xét ngẩng đầu khẽ hỏi niên bách ngạn cúi xuống nhìn cô khóe môi hiện lên một sự cưng chiều không hề che giấu, giọng nói trầm thấp giờ cũng trở nên dịu dàng, tôi thích. Câu nói này chứa đựng quá nhiều nội dung, giống như giờ phút này trong mắt anh chỉ có cô vậy. Tố Diệp rất thông minh, cô hiểu rõ hàm ý thực sự trong từ thích mà anh nói, không giả vờ ngốc nghếch hỏi thêm anh thích thế nào. Cô cúi xuống lấy chiếc măng xét tới, chuẩn bị đeo lên cho anh. Nhưng Nghiên Bách Ngạn lại giữ chặt tay, ngăn chặn hành động của cô. Cô không hiểu, ngước mắt lên nhìn anh. Ngốc ạ. À? Tôi sợ nó làm xước tay em anh cười khẽ, giải thích. Tố Diệp ngẩn người, vì nụ cười của anh, càng vì sự quan tâm của anh, một cảm giác do dự trào dâng trong lòng, như một trạng thái phân ly, vô tình gặm nhấm lòng quyết tâm của cô. Tôi bảo đảm khi đi làm sẽ đeo. Anh lầm tưởng cô không vui, đưa tay khẽ quẹt lên mũi cô đồng thời đưa ra lời hứa. Là anh nói đấy nhé, không được phép không đeo. Tố Diệp phản ứng lại, rồi lại mỉm cười. Nhiên bách ngạn đồng ý, cô lại nằm gọn trong lòng anh, áp mặt vào lồng ngực lắng nghe từng nhịp tim vững vàng của người đàn ông hít hà mùi gỗ mộc mê người nhưng nụ cười trong mắt dần dần tắt ngấm cô nhìn chằm chằm chiếc măng xét trên đầu ngón tay một tia nhìn lạnh lùng lướt qua tố diệp có thể ở một giây phút nào đó chỉ là một con đà điều vùi đầu trong cắt sỏi nhưng không có nghĩa bị người khác bắt nạt tận cửa mà vẫn vờ như không thấy thứ cô mua không phải là chiếc váy dài đó mà là một đôi măng xét của nam giới đúng vào lúc Nguyễn Thuyết Mạn và người phụ nữ kia đang bà hoa khoác lác con rể và con gái bà ta xuất sắc đến thế nào, cô Đường Hoàng bước ra khỏi phòng thay đồ, cô đi lướt qua bà ta đến khu đồ nam giới, tùy ý chỉ vào một đôi măng xét, chậm rãi nói với nhân viên bán hàng, lấy đôi măng xét này ra cho tôi xem. Cô liếc mắt, không khó nhìn thấy thần sắc ngượng ngập cùng nét mặt kinh ngạc và do dự của Nguyễn Thuyết Mạn khi nhìn thấy chiếc măng xét trên tay cô. Cô cười khẩy, sắc mặt người đàn bà này đúng như cái bảng pha màu, rõ ràng dễ nhận nguyễn thuyết Mạn đã nhìn rõ chiếc măng xét mà cô cầm vậy thì nếu sau này nó lại được đeo trên người niên bách ngạn thì sẽ thế nào nghĩ tới cảnh tượng có thể xảy ra trong tương lai tố diệp liền cảm thấy sung sướng khóe môi còn chưa kịp cong lên giọng nói trầm ấm của anh đã vang lên trên đỉnh đầu tâm trạng khá hơn chút nào chưa cô ngước lên anh nhìn xuống hai con người bốn mắt nhìn nhau ánh mắt cô trong veo còn đôi mắt anh ngập tràn sự quan tâm tố diệp khẽ gật đầu rồi dịu dàng kéo tay anh lại nghịch nghịch những ngón tay anh một giây sau, bàn tay anh khẽ co lại, đan chặt với tay cô. Bây giờ có thể nói cho tôi biết ai đã tới tìm em không? Anh khẽ thở dài. Đây đúng là lần đầu tiên nhiên bách ngạn, bị một người con gái dẫn dắt cảm xúc của mình. Tố Diệp hôm nay như một đứa trẻ thích trêu chọc anh, khiến anh tưởng rằng cô bị bệnh, nóng ruột chạy vội tới đây. Nhưng cô không bị ốm, mà chỉ mong anh đeo chiếc măng xét cô mua. Anh chưa bao giờ nhận quà của phụ nữ, vì nhận rồi sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Vậy mà món quà này lại khiến anh rất vui. Càng vui hơn nữa là sự chủ động của cô. Anh hoàn toàn không muốn trách cứ cô lãng phí thời gian, vì khoảnh khắc cô vùi đầu vào lòng anh, anh mới phát hiện ra, trái tim từ lâu đã trống vắng của anh cuối cùng cũng được đong đầy sự ấm áp. Anh nên đẩy cô ra, hoặc cảnh cáo cô, trước khi chưa biết rõ tình cảm của chính mình thì không phép đùa với lửa. Nhưng con người trước sau luôn ích kỷ, càng không nói tới một người đàn ông luôn khao khát có được sự ấm áp đó như anh. Một khi đã được nếm trải, khát khao được chiếm hữu nó càng trở nên mãnh liệt có lẽ cái anh càng mong muốn hơn là hoàn toàn có được nó. Không phải anh không làm được. Tố Diệp mỉm cười, ngước lên nhìn anh, gò mát sát lại rất gần. Anh cảm thấy mấy bức ảnh đó chụp thế nào? Em thấy đẹp lắm đấy chứ. Nếu có thời gian, tôi muốn được đường hoàng đi chụp một bộ với em, chứ không phải là bị chụp trộm. Lời nói mang đầy hàm ý sâu xa, rồi anh thu tay lại ôm cô chặt hơn, nếu thật lòng thấy nó đẹp, thì không. Cần phải khó chịu khắp người nữa. Cô chắc chắn không phải một người tùy tiện thậm chí nói trong một số trường hợp còn cực kỳ thận trọng, cũng như trái tim và cảm xúc của cô. Để anh nhìn thấy bức ảnh, chứng tỏ cô có ý muốn anh biết. Tố Diệp nghiêng mặt nhìn anh, vậy anh cảm thấy người chụp lén là ai? Bất luận người nào quen tôi đều có khả năng. Anh khẽ cười. Tố Diệp thông minh, nghe ra được huyền cơ, nói vậy là anh bị chụp trộm không phải lần một lần hai. Sao lại dây dứt vấn đề này? Miên bách ngạn bất giác khẽ chạm nhẹ vào gương mặt cô. Bởi vì, Tố Diệp ôm chặt cổ anh, tươi cười, em đang nghĩ, người phụ nữ lần trước may mắn được cùng đứng chung ống kính với anh là ai? Là một người phụ nữ anh tùy ý gặp gỡ để giải quyết nhu cầu sinh lý, hay là tình nhân cố định của anh? Quyển 4 chương 123, trước giờ chưa gọi tên em. Nhiên bách ngạn hơi sững sờ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tố Diệp thấy vậy, cố tình thở dài, nghĩ lại em thấy mình thật thiệt thòi. Những người phụ đó cũng coi như được nếm thử súng thật đạn thật của anh, cho dù có bị chụp trộm thì cũng xứng với hai chữ gian tình. Em chỉ là một kẻ lướt qua, thế mà còn bị người ta chụp rõ nét thế này. Khụ, khụ, không cần mình giải thích các bạn trẻ cũng hiểu súng với đạn là gì rồi phải không? Ai còn chưa hiểu, xin hãy để lại lời nhắn với bạn Tô. Ai không hiểu mình đã giải thích ở 1213, cái miệng em đúng là nên đi làm luật sư. Nghiên Bách Ngạn không biết chống cự ra sao trước mấy lời trách móc của cô, khó xử đáp, ngày nào tôi cũng bận đến nỗi thời gian ngủ còn ít đến đáng thương ở đâu ra mấy người phụ nữ đó chứ thì anh cũng có tình nhân cố định mà cô lẩm bẩm niên bách ngạn không nói gì chỉ nhìn cô cười lúc này tố diệp mới ý thức được cảm xúc của mình có phần quá đáng cô cúi đầu ngượng ngập bổ sung ý của em là em nằm cũng bị trúng đạn một câu nói ví von quen thuộc ở trung quốc ý chỉ những người không làm gì mà cũng bị người ta nhằm vào nhưng niên bách ngạn lại ôm cô khẽ hôn nhẹ lên má cô nửa đùa nửa thật nói nha đầu không nằm làm sao trúng được đạn chẳng qua đó chỉ là một câu giải thích của cô, nhưng lại bị Nhiên Bách ngạn phản công, trong hàm ý sâu xa còn lộ rõ một sự ám muội. Thoạt đầu Tố Diệp còn chưa kịp hiểu câu đó có nghĩa là gì, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trong đáy mắt anh, cô chợt ngộ ra, gò má bỗng ửng hồng. Anh bị dáng vẻ của cô chọc cười, khẽ thì thầm bên tai cô, "Trước đây tôi đã từng có tình nhân cố định, nhưng em yên tâm, tôi chỉ dùng súng thật chứ không bắn đạn thật." Tố Diệp chỉ cảm thấy bên tai ngứa ngứa, hơi thở nóng bỏng của anh xuyên vào tim cô nhưng lời anh nói càng khiến cô tai đỏ rực, tim đập nhanh. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa phía sau câu nói này, màng nhĩ cô cũng ong ong theo. Chẳng qua cô chỉ nói một câu súng thật đạn thật, vậy mà anh lại trêu chọc cô một hồi. Cô ngước mắt lườm anh, người đàn ông nghiên bách ngạn này, trước nay vốn là người nghiêm túc cơ mà. Nhưng cô cũng hỏi theo một câu ngờ nghịch mà không hề suy nghĩ, tại sao không bắn đạn thật. Lời nói vừa thốt ra cô mới bừng tỉnh mình vừa hỏi một câu thiếu thông minh, đến thế nào, tự cảm thấy không còn biết giấu mặt đi đâu. Vậy mà, Niên Bách Ngạn lại có lòng trả lời cô. Anh quay mặt cô lại, bởi vì, đạn thật, tôi chỉ dành cho người con gái mình yêu. Trái tim Tố Diệp có thắt lại, theo phản xạ đẩy anh ra. Niên Bách Ngạn nhìn cô, như cười như không. Cô hiểu lời anh nói. Mặc dù anh bất ngờ đùa một câu, hơn nữa còn hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thường ngày của anh. Nhưng câu nói ấy khiến cô hoảng hốt, nhất thời chỉ biết né tránh ánh mắt anh, không dám nhìn lâu hơn. Vì cô sợ hãi, Rốt cuộc sợ hãi thứ gì, mấy ngày nay cô cũng đang chăn trở, nhất là mỗi khi đêm về. Mỗi khi cô nằm lên giường là, lại nhớ tới cảm giác khi được nép mình trong vòng tay anh. Đó là một cảm giác an toàn, dễ chịu chưa từng có, giống như, vò ngực này vốn dĩ phải thuộc về cô vậy. Cảm giác này quấy nhiễu cô quá lâu, dần dần cô cũng hiểu ra, điều cô sợ nhất chính là mình sẽ dựa dẫm. Dựa dẫm vào lồng ngực anh, dựa dẫm cả vào hơi thở anh. Cô càng sợ sẽ dựa dẫm sự trầm ổn của anh mỗi khi an ủi cô, vào nụ cười trầm ấm ấy cô sợ rằng sự dựa dẫm ấy sẽ biến chất cuối cùng trở thành một sự lưu luyến không thể tách rời dự cảm này như một hồi chuông cảnh báo không ngừng vang lên bên tai khiến cô hoang mang lo sợ cô đã xem thường niên bách ngạn rồi sao điều kiện của anh thực sự sẽ khiến phụ nữ nổi sóng trong lòng một mặt anh vừa cho cô thời gian một mặt vừa đối xử với cô một cách nhẫn nại dịu dàng anh không keo kiệt tình cảm của mình lại không ép buộc cô phải lập tức đồng ý anh chỉ đứng ở đó có lúc lặng im có lúc mạnh mẽ khiến cô trở tay không kịp và cũng vì cô đau buồn phát hiện đã rất lâu rồi mình không chủ động nhớ tới đinh tư thừa nữa cô không muốn cảm giác này bởi vì nó sẽ làm xáo trộn lý trí và sự quyết tâm của cô cô không hiểu anh đang chờ đợi điều gì đợi một ngày tâm trạng của cô trầm tĩnh lại hay là anh đã nhìn thấu mục đích muốn báo thù nhà họ diệp của cô nếu là lý do phía trước vậy thì chắc chắn thứ đang đón đợi cô một ngày không xa sẽ là phong ba bão táp nếu là lý do phía sau, có lẽ cô vẫn còn khả năng rút lui an toàn. Nhiên bách ngạn thấy ánh mắt cô như người mất hồn, biết ngay suy nghĩ của cô lại đang trống rỗng. Anh hơi cho mày, giơ tay kéo lại cô vào lòng, nhanh như một con đại bàng vô bắt một con chim non. Lúc này cô mới có phản ứng, không vui, anh làm em đau rồi. Không làm em đau, sợ là em sẽ hoàn toàn quên mất trước mặt em còn có một người đang sống sờ sờ. Anh khẽ mắng, tố diệp mím môi cười. Được rồi, đừng giận dỗi nữa, diệp ngọc đã nói gì với em anh nhìn cô cô nhất thời mơ hồ đôi mắt của người đàn ông này dường như có thể nhìn thấy cả những nơi cô không thấy ít nhất thì anh cho rằng cô đang vì cô tình nhân cố định đó mà giận dỗi xem ra việc anh có tình nhân chỉ có một mình diệp ngọc biết nếu không sao anh lại ngay lập tức nghĩ tới diệp ngọc nghiên bách ngạn hơi do dự tôi đã từng nhắc tới với cô ấy tố diệp như đang suy nghĩ chuyện gì nhưng hàng mi dài lập tức giấu đi tâm tư trong lòng khi ngước lên ánh mắt nhìn anh đắm đuối vợ anh cảnh cáo em rời xa anh. Nghiên bách ngạn khẽ nhớn mày. Cô vẫn nhìn anh không rời mắt. Tôi nghĩ, với cái miệng nhanh nhỏ của em, cô ấy cũng chẳng thể chiếm thế thượng phong. Anh khẽ cười. Sao em có cảm giác anh rất mong nhìn thấy nội bộ nhà mình lục đục nhỉ? Tố Diệp sát lại gần, cười tít mắt. Nghiên bách ngạn siết chặt tay, để mặc cô bám lấy mình như một con bạch tuộc. Trên đời này chẳng có người đàn ông nào lại muốn nhìn thấy nhà mình mâu thuẫn cả. Thế tức là anh quá tự tin, cho rằng mình có thể đồng thời giải quyết được cả hai người phụ nữ bờ môi cô chỉ cách anh một khoảng cực ngắn giọng nói mềm nhũn như kẹo đường niên bách ngạn si mê hương thơm nhẹ nhàng của cô lên tiếng tôi không có nhiều thời gian và sức lực như thế chỉ muốn giữ chắc một người phụ nữ thôi cô cười e thẹn tránh ánh mắt anh vậy anh có hy vọng em rời xa không cô trực tiếp giao quyền chủ động cho anh niên bách ngạn không trả lời ngay cô ngước mắt lên nhìn anh như rất thoải mái cũng rất nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của anh bầu không khí yên lặng hẳn đi. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ, tích tắc tích tắc. Mỗi giây trôi qua, sự im lặng đã qua cũng đang ngầm đối đầu với sự ấm áp của hiện tại. Sợ nhất chỉ là, đáp án người đàn ông sắp nói ra đây sẽ là bát nước đổ đi, khó mà thu lại. Miên bách ngạn giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào gương mặt cô, trong ánh mắt sâu thẳm là sự u tối mãnh liệt không thể hóa giải, nhưng... Nét mặt anh ôn hòa trở lại, không hy vọng. Dứt lời anh cúi xuống, phủ lên bờ môi cô, làn môi mỏng thấm đẫm hương gỗ mục. Lý trí của Tố Diệp bỗng bay rất xa cùng với hơi thở thanh mát ấy. Cô muốn giơ tay giữ chặt nó lại nhưng lại chỉ nắm được vòng ngực trước mặt, rồi lại bị anh kéo cổ tay vòng qua cổ anh. Nụ hôn của anh vẫn triền miên sâu đậm như đêm đó ở nội mông cổ. Đây là lần thứ hai sau đêm hôm đó anh tiếp tục chủ động hôn cô. Cô chưa từng nói với anh rằng, đó lần đầu tiên cô gần gũi với đàn ông như vậy. Anh có quá đủ kinh nghiệm nên mới có thể dẫn dắt cô, hết lần này tới lần khác rút cạn lý trí của cô, nhưng anh cũng lại tham lam chiếm đoạt thế nên mới gần như có cả sự kích động và xu thế muốn nuốt chừng cô tố diệp chỉ cảm thấy mình như chìm trong một lớp bông mềm mại muốn giang chân tay ra để chạy trốn nhưng chỉ càng lúc lún càng sâu cho tới khi nụ hôn của niên bách ngạn trượt xuống dưới cằm cổ cô khi cô hoang mang cho rằng anh sẽ lại tiếp tục thì anh bỗng hôn nhẹ lên tai cô khẽ thì thầm diệp diệp đừng nghĩ lung tung mọi việc cứ giao cho tôi một lời hứa đầy trách nhiệm đè nặng khiến cô không thở nổi em ghét cái tên Diệp Diệp này. Cô đánh trống lảng. Nghiên Bách Ngạn chỉ cười, trong đáy mắt là vô vàn yêu thương ai cũng có thể nhìn thấy. Anh khẽ cọ nhẹ lên mũi cô và nói, ngốc ạ. À, trước nay tôi chưa từng gọi tên em. Cô bỗng hiểu ra, lập tức ngẩn ngơ. Một thứ gì ấm áp nhưng cũng đau đớn ôm chọn lấy cô. Cô đã thực sự không đỡ rút lui rồi. Lúc Tố Khải gọi điện tới, Tố Diệp vẫn đang nằm ườn trên giường. Giọng của Tố Khải trong điện thoại vô cùng nghiêm túc. Chị, có một người bỉ tên là Bana, có phải là khách hàng của chị không? Tố Diệp vẫn còn mơ mơ hồ hồ, chẳng nghĩ gì nhiều, lơ mơ ừ một tiếng. Vụ án chặt xác mà mấy hôm trước chị lo lắng đã xảy ra rồi, vị khách đó của chị đang ở hiện trường. Giọng của Tố Khải như ngấm một chút giá lạnh của cơn mưa mùa thu. Tố Diệp ngồi bật dậy khỏi giường, mái tóc dài rối tung. Theo địa chỉ Tố Khải đưa cho cô, Tố Diệp vội vã lái con xe Jeep của mình hướng về phía tây thành phố. Sau gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng, cũng phát hiện mấy chiếc xe cảnh sát đỗ dưới chân núi môn đầu câu. Đúng lúc trời đổ mưa, cơn mưa bụi lất phất như lớp vải sa tanh không thể quấn hết. Tới lúc tố Diệp khó khăn lắm mới lái được xe xuống chân núi mới phát hiện, ở đây có một ngôi biệt thự trông khá đẹp. Hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa, cửa ngoài ngôi biệt thự cũng được dựng liều bạt, có lẽ là để bảo vệ hiện trường vụ án. Nhìn thấy cảnh này, Tố Diệp đã hiểu ra, có lẽ vị trí dựng liều bạt chính là nơi đầu tiên phát hiện xác nạn nhân. Có cảnh sát nhận ra Tố Diệp sau khi gọi tố khải ra thì dẫn cô cùng đi vào căn biệt thự ba na đang ở đâu còn chưa kịp nhìn bốn xung quanh đây là câu đầu tiên tố diệp hỏi khi vào cửa trông tố khải có vẻ đã mấy đêm không ngủ hai mặt đỏ quạch nhưng tinh thần vẫn rất dồi dào anh ta ngồi đang ở bên cạnh thi thể bọn em có kéo thế nào anh ta cũng không chịu đi hết cách đành phải gọi chị tới dẫn chị đi tìm anh ta ấy chị tố khải vội vàng kéo cô lại để em qua báo cho ba na biết là chị tới rồi chị đừng qua đó thì hơn Tố Diệp quắc mắt lườm Tố Khải, đùa cái gì vậy? Anh ta là bệnh nhân của chị. Đừng nhiều lời nữa, mau dẫn đường đi. Tố Khải hết cách, chỉ biết làm theo. Thực tế là, cảm giác tận mắt nhìn thấy. Cảnh một thi thể đầm đìa máu bị cắt thành nhiều khúc thực sự rất tồi tệ. Còn cảnh Bana nét mặt hiền như bụt, quỳ bên cạnh thi thể, chẳng nói chẳng rằng, càng khiến người ta dùng mình hơn. Chính trong chiếc lều cô vừa đi qua, nước mưa bắt đầu thấm đẫm vạt cỏ bên cạnh lều. Trong lều nồng nặc mùi thịt thối giữa nhức mũi, mùi máu tanh cộng thêm mùi nước mưa càng khiến người ta buồn nôn ba na quỳ bên ngoài dây phong tỏa nhìn đội pháp y và nhân viên điều tra bên trong đang vội vàng thu thập chứng cứ bờ môi khô khốc run lên dữ dội tố diệp đi tới bên cạnh nhìn một đống thịt được đào từ dưới bùn lên kìm nén cảm giác buồn nôn bình tĩnh nói với ba na giống y hệt như giấc mơ của anh sao giọng nói của cô như thanh âm chuộc tội từ trên trời rơi xuống ba na bất ngờ đứng dậy sau khi nhìn thấy tố diệp anh ta như phát điên nắm chặt tay cô không buông Gương mặt kinh hoàng, bác sĩ Tố, tôi đã mơ thấy người phụ nữ này, chính là cô ấy, chính là cô ấy, quả nhiên là cô ấy lại chết, trong thực tế thực sự có một người phụ nữ thế này. Cô ấy chết rồi, bị người ta chặt xác. Quyển 4 chương 124, ai ai cũng mắc bệnh. Qua màn mưa, sắc mặt Tố Diệp càng trở nên nặng nề. Cách đó không xa có người khẽ gầm lên, là một pháp y ở hiện trường. Có lẽ người học trò ông ta đưa tới vừa vào nghề, chưa từng tiếp xúc với những vụ án chặt xác như thế này sắc mặt anh ta u ám như xác chết, có vẻ như đang cố đè nén cảm giác buồn nôn. Nhưng còn Tố Diệp, sự lạnh lẽo trong lòng đã vượt xa cảm giác ghê rợn đối với xác thịt. Ánh mắt cô tập trung vào thi thể vừa được đào lên từ đống bùn. Xác cô gái ấy đã bị chặt thành bốn phần, hai cánh tay đặt bên trái, hai chân đặt bên phải, thân người đặt ở giữa, phần đầu bị cắt rời ra, trông tổng thể giống như đang tôn kính chào chính xác của mình. Một con người, có tư cách gì thực thi một hình phạt tàn ác như vậy đối với một người khác? Ba na, tố diệp ngồi xuống nhìn thẳng vào anh ta giống y như đúc đúng không cô lại nghiêm túc hỏi lại một lần nữa ba na mệt mỏi gật đầu ngón tay run lên bần bật chị tố khải ở sau lưng gọi cô một tiếng tỏ ý muốn cô qua đó nói chuyện tố diệp đứng dậy tố khải kéo cô sang một bên thấp giọng nói trước khi chị tới ba na đã khai báo với cảnh sát đầy đủ quá trình nạn nhân bị giết hại thông qua phán đoán ban đầu của pháp y tại hiện trường trật tự các bộ phận và quá trình nạn nhân bị chặt xác hoàn toàn phù hợp với miêu tả của Bana. Em nói vậy là có ý gì? Tố Diệp nhíu chặt mày, ánh mắt trở nên không vui. Tố Khải hiểu rõ chị mình. Mặc dù bề ngoài trông cô có vẻ thờ ơ rừng rưng, nhưng thực chất rất nghiêm túc đối với công việc. Anh liếc nhìn Bana đứng gần đó rồi nhìn Tố Diệp. Bọn em có lý do để nghi ngờ Bana. Em nghi ngờ anh ấy giết người. Không phải là nghi ngờ, đã có một người dân ở gần đây từng trông thấy Bana. Ngữ khí của Tố Khải cũng trở nên nghiêm nghị. Tố Diệp chìm vào suy nghĩ, hồi lâu sau mới lắc đầu, anh ấy không thể là hung thủ. "Chị, cảnh sát Tố, anh qua đây một lát." Còn chưa đợi Tố Khải nói hết câu, bên phía hiện trường lại có người gọi anh. Tố Khải vội vàng bước tới, Tố Diệp cảm thấy kỳ lạ cũng đi theo. Pháp y đưa cho Tố Khải một chiếc đinh sắt dài khoảng 11 cm, cái này vừa mới được phát hiện trong não của nạn nhân, được cắm từ đỉnh đầu xuyên thẳng vào võng mạc. Nét mặt của Tố Khải càng lúc càng khó coi. "Để tôi xem một chút." Tố Diệp đứng sau nói pháp y hơi do dự nhưng tố khải đã cho phép tố diệp đeo găng tay cao su đón lấy cái nhíp quan sát tỉ mỉ chiếc đinh dài một lúc sau mới giao trả lại không nói câu nào cô ngồi xuống quan sát phần đầu bị cắt rời của nạn nhân mái tóc khô cong bị lột ra đã bị nhuốm màu đỏ của máu tiếp tục quan sát vị trí chiếc đinh bị đóng xuống hàng lông mày của cô nhíu chặt khi nhìn vào mái tóc dài của nạn nhân cô hỏi vị trí của đầu đã từng bị di chuyển hay chưa tố khải vốn đã quá quen với sự bạo dạn của cô đáp chưa hề bị di chuyển tố diệp không lên tiếng nữa thấy mái tóc được chảy ra rất gọn ghẽ trên mặt đất rồi lại nhìn phần thân mới phát hiện từng bộ phận bị chặt ra của nạn nhân cũng đều được xếp rất ngay ngắn cô chìm vào suy tư đứng lại tố khải bỗng hét lên tư duy của tố diệp đột ngột bị ngắt quãng cô ngước mắt lên nhìn đã thấy ba na xông ra khỏi lều tố khải đã sải bước đuổi theo cô không kịp suy nghĩ gì cũng vội vã xông vào cơn mưa tầm tã Ba Na không hề chạy trốn như tưởng tượng của Tố Khải, mà chạy một mạch. Ra ngọn núi phía sau biệt thự, đột ngột quỳ xuống bên cạnh một sườn núi nhỏ. Vì mưa quá to, Tố Diệp không nhìn rõ được thần thái của anh ta, nhưng cũng cảm nhận được sự bi thương toát ra. Chỉ nghe thấy Ba Na gào lên thảm thiết, rồi bắt đầu không ngừng đào lớp bùn đất dưới chân mình như một kẻ điên. Tố Khải không biết anh ta định làm gì, đột ngột dừng bước, ánh mắt cảnh giác. Tố Diệp thì bất chấp tất cả sông tới, không nói câu nào cũng ngồi xuống bên cạnh đào đất cùng anh ta, chị, tố khải chạy tới giữ tay cô lại, hét lớn cùng tiếng sấm và tia sét vạch trên nền trời. chị điên rồi sao? ăn nói linh tinh gì đấy? mau tìm người qua đây, dưới này có thi thể. tố diệp cũng nghiêm mặt hét lên. tố khải sững sờ, nhưng thấy nét mặt tố diệp cực kỳ nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn, lập tức rút bộ đàm, điều người ra sau núi, sau đó cũng ngồi xuống cùng đào đất với hai người họ. chẳng mấy chốc, tay tố diệp chạm vào một vật gì cưng cứng, sau một giây đường người, cô tiếp tục đào nhanh hơn nữa mái tóc dài trong bùn đất quấn chặt lấy ngón tay cô liền sau đó một chiếc đầu đã bị thối giữa đến cực điểm bị cô đào lên ba na thấy vậy bèn giật lấy lập tức kinh hoàng thét lên buông tay tố diệp nhanh tay nhanh mắt vội vàng đỡ lấy như vậy chiếc đầu mới không bị anh ta hoảng hốt vứt đi tố khải thấy sự việc quá nghiêm trọng lập tức thông báo tình hình cho tổng bộ mấy đồng nghiệp ở biệt thự vội vàng chạy tới các nhân viên điều tra hiện trường cũng bắt đầu bận rộn tố diệp tháo găng tay ra nhìn ba na đang đứng run lẩy bẩy bên cạnh mình nhất thời miên man suy nghĩ. Tâm trạng của Bana rất không ổn định, khi nói răng va vào nhau lập cập, giấc mơ của tôi đều là sự thật. Bác sĩ Tố, cô thấy rồi đấy, tôi đã từng kể với cô về nạn nhân này. Đương nhiên là Tố Diệp còn nhớ, nếu không đã chẳng phát điên cùng anh ta. Thi thể bị chôn dưới đất phía sau núi được đào lên toàn bộ. Tố Diệp lại bước lên quan sát, phát hiện hoàn toàn ăn khớp với miêu tả của Bana, cách giết người giống với vụ án dưới chân núi, đến cách chặt xác cũng giống nhau như đúc. Từ đầu nạn nhân mới được đào lên, pháp y cũng phát hiện một chiếc đinh dài. Chiếc đinh ấy cũng từng xuất hiện trong giấc mơ của Bana. Tố Khải. Cô đứng dậy, mặc cho mưa ướt sũng người, gương mặt hốc hác đi sang một bên. Tố Khải bước tới. Chị cung cấp cho em một vài manh mối. Sắc mặt Tố Diệp có phần nhợt nhạt, nhưng vẫn gắng gượng nói tiếp. Thứ nhất, hung thủ là nam giới, chiều cao có lẽ chưa tới 1m75. Thứ hai, hắn ta có lẽ là một tín đồ của dị giáo, hoặc ít nhất là mê tín thuật dáng đầu xuất phát từ Thái Lan và Malaysia. Thứ ba, có lẽ năm ngoái hắn ta đã mất đi người thân, hoặc ba mẹ hoặc người thân trong gia đình và người đó cũng bị sát hại. Thứ tư, hắn ta là một người đàn ông mắc chứng cưỡng ép. Dị giáo là bất cứ niềm tin hay lý thuyết nào không đúng với niềm tin chuẩn mực tôn giáo hoặc phong tục có sẵn đương thời. Dị giáo khác với cải đạo, tức việc từ bỏ quan hệ với một tôn giáo hay nguyên tắc nào đó và báng bổ, vốn là điều hoàn toàn bất kính đối với một tôn giáo. Trong một số tôn giáo cũng ngụ ý việc dị giáo là thông đồng với ma quỷ như sa tăng hay thần lừa. Trong một số giai đoạn lịch sử nhất định của Kitô giáo, Do Thái và một số nền văn hóa hiện đại, tán thành ý tưởng vốn bị coi là dị giáo sẽ bị trừng phạt theo quy định của pháp luật. Thuật giáng, đầu tạm dịch hay tiếng Anh còn gọi là tem hét, là một tà thuật thịnh hành ở khu vực Đông Nam Á, tương truyền có nguồn gốc từ dân tộc mèo ở Vân Nam, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tố Khải nghe xong cho mày, đàn ông, 1m75 làm sao biết được, trong giấc mơ Bana đã nhìn thấy bóng của tên hung thủ. Chuyện vô căn cứ. Tố Khải hoảng hốt, thế còn tín độ dị giáo. Khi còn ở nước ngoài chị đã từng gặp một vụ án tương tự, đinh dài cũng được đóng xuyên não vào thẳng võng mạc, là mong nạn nhân không bao giờ có thể nhìn thấy tướng mạo của hung thủ nữa, như thế xuống âm ti địa phủ cũng không thể tố cáo. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một kiểu truyền thuyết trong thuật giáng đầu mà thôi. Nghe nói chỉ có một số tín đồ dị giáo mới mê tín truyền thuyết này. Mà những người này thường là những người đã từng trải qua đau khổ tột cùng, tận mắt chứng kiến người thân bị sát hại mà tâm lý trở nên lệch lạc, tất cả đều có khả năng. Làm sao biết hắn ta bị mắc chứng cưỡng ép? Từ vị trí sắp xếp xác nạn nhân, Tố Diệp ra sức khịt mũi, khắp khoang mũi, toàn một mùi máu tanh xen lẫn mùi thịt thối giữa khiến người ta kinh hồn bạt vía, tứ chi của cả hai thi thể đều bị bẻ gãy ở cùng một vị trí, sau đó được xếp lại gọn gẽ, cánh tay và chân cũng được sắp xếp đặt cùng một hướng vị trí đặt đầu và cách giải tóc cũng thành thói quen. Điều này chứng tỏ thường ngày hung thủ không thể chịu, nổi khi nhìn thấy những thứ quá bừa bãi, nhất thiết phải sắp xếp gọn gàng mới được. Đây là những biểu hiện lâm sàng của người mắc chứng cưỡng ép. Tố Khải im lặng một lúc lâu mới nói, chị luôn tin tưởng chắc chắn Bana Na không giết người. Đúng vậy, anh ấy không phải hung thủ. Tố Diệp nhấn mạnh từng chữ một. Tố Khải ánh mắt sắc bén nhìn Bana. Trong màn mưa, Bana đứng im phăng phắc ở đó như bị dọa cho hết hồn. Cả người run lên như dây bột. Anh hít một hơi sâu, mặc dù có bác sĩ tâm lý là chị bảo đảm, nhưng trước khi vụ án còn chưa được điều tra rõ ràng, anh ta phải chịu sự giám sát của cảnh sát. "Được, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới công việc bình thường của anh ấy, càng không được làm kinh động tới người nhà." Ngữ khí của Tố Diệp rất kiên quyết, vợ anh ấy sức khỏe không tốt, còn lại còn quá nhỏ, anh ấy là trụ cột gia đình. Tố Khải gật đầu. Điện thoại vang lên, là của Tố Diệp. Sau khi nhận máy, giọng nói của Hà Minh nghe rất nghiêm trọng. Bác sĩ Tố, đã có kết quả của Bana rồi, sự thật có thể đều không phải như chúng ta nghĩ. Tôi đề nghị cô lập tức cùng bác sĩ Phương sắp xếp thời gian thích hợp, Bana cần phải làm lại trị liệu thôi miên một lần nữa. Tố Diệp nghe điện thoại, nhìn ra phía Bana trong làn mưa trắng xóa, giọng nói trong trẻo, tôi cũng đang có ý này. Sự việc đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta rồi. Qua hội nghị giám định tổ chức tại Paris, Lâm Yêu Yêu đích thực đã học được không ít. Lần này đi công tác bằng tiền công ty, cô nhất thiết phải làm một bản báo cáo tường tận những gì đã học được Paris, sau khi về nước sẽ chia sẻ cho các đồng nghiệp. Bận rộn công việc xong, cô lại nói chuyện với Đinh Tư Thừa một lúc. So với sự nhiệt tình và lưu luyến của cô, Đinh Tư Thừa có vẻ không tập trung cho lắm, cuối cùng lấy lý do còn bận nhiều việc nên cúp máy. Kết thúc cuộc điện thoại lâu lắm rồi, Lâm Yêu Yêu vẫn còn ngồi thử người trên ghế sofa, cô chỉ cảm thấy Đinh Tư Thừa có gì là lạ. Nghĩ đi nghĩ lại cô không nhịn, được liền gọi điện cho Tố Diệp. Khi điện thoại được kết nối, chẳng hiểu sao lâm yêu yêu lại thở phào một cái giọng tố diệp hơi khàn còn ho không ngừng nghỉ đang giữa hè sao cậu lại cảm cúm được chứ lâm yêu yêu lo lắng đừng nhắc nữa dầm một trận mưa to bên kia tố diệp nhanh gọn nói ra nguyên nhân bị bệnh rồi hỏi cô tình hình ở paris lâm yêu yêu thấy ấm lòng nói mọi việc vẫn tốt đẹp tố diệp chẳng hề khách khí thúc giục cô mau mua một chiếc túi sách về đây lâm yêu yêu cười không khép miệng lại được chúng ta đã bao nhiêu năm làm đồng chí đồng đội rồi mình còn không hiểu cậu sao? Đã mua xong cho cậu từ lâu rồi. Này, mình phải đi cướp hàng như các bà các mẹ đấy, tay sắp bị chen gãy rồi. Toàn dân Trung Quốc đã khấm khá rồi, trên thế giới phàm là mấy cửa hàng đồ cao cấp ở đâu không có thương hiệu chứ? Tố Diệp thở dài. Lâm yêu yêu cười, buôn dưa lê với cô thêm mấy câu nữa, cuối cùng vẫn hỏi, mấy ngày nay cậu có nhìn thấy tư thừa không? Không. Anh ấy bận mình cũng bận, sao thế? Không có gì đâu, chỉ cảm thấy thái độ của anh ấy cứ kỳ lạ sao sao ấy, không còn quan tâm tới mình như trước nữa. Đừng nghĩ vớ vẩn. Chắc tại anh ấy bận quá thôi, cậu cũng biết là. Khụ, khụ, tố diệp ở đầu kia lại ho một chàng dữ dội, rồi mới nói tiếp, trong xã hội này, người nào chả có bệnh, ý mình là, bệnh tâm lý ấy. Lâm yêu yêu khẽ thở dài, cũng chẳng oán thán thêm gì nữa, ngược lại chỉ lo cho bệnh tình của cô ấy. Hết lời dặn dò Tố Diệp phải đi khám bác sĩ. Cuối cùng Tố Diệp còn chê cô nhiều chuyện, cúp điện thoại. Nửa đêm, Lâm Yêu Yêu trằn chọc mãi không ngủ được, một lát lại mơ thấy lần đầu tiên quen đinh tư thừa, lát sau lại mơ cảnh đinh tư thừa không ngừng đi về phía trước, cố gắng sức đuổi theo ở phía sau, tới lúc đuổi kịp cô phấn khích kéo cánh tay anh lại. Ai ngờ vừa mới ngẩng đầu mới phát hiện đó là mặt của gã đàn ông vô lại đó. Anh ta ôm chặt cô, khuôn mặt xấu xa cúi xuống hôn cô, cô choàng tỉnh giấc. Ở phòng bên là những tiếng làm tình ồn ào vang tận trời cao. Quyển 4 chương 125, một cảnh xuân. Lâm Yêu Yêu cảm thấy, chắc chắn kiếp trước mình đã tạo không ít nghiệp chướng, thế nên kiếp này mới gặp phải một gã đàn ông phiền phức đến mức này. Từ Tours đến Paris, cô và cái gã vô lại đó gần như như hình với bóng. Mặc dù anh ta không mặt dày chủ động làm phiền, nhưng lúc nào cũng xuất hiện xung quanh cô như ma quỷ, khiến cô luôn có ảo giác rằng, lẽ nào mấy cơ trưởng toàn thành phần nhàn rỗi cả sao? Chẳng biết có phải nhìn khuôn mặt đó của anh ta nhiều quá rồi không mà đến cả nằm mơ cũng mơ thấy điều khiến cô khó chấp nhận nhất là cái gã khốn đó luôn nghĩ ra cách để đặt được phòng ngay bên cạnh phòng cô chuyện này thì thôi đi khách sạn cũng chẳng phải do cô mở ai sống bên cạnh cô cũng chẳng có quyền lựa chọn nhưng tối nay thì quá đáng lắm rồi thật ra cách âm giữa các phòng trong khách sạn rất tốt chỉ có điều tiếng kêu của người phụ nữ ở phòng bên quá mãnh liệt ban công phòng cô ở chỉ cách ban công phòng anh ta một bức tường thế nên nghe rất rõ ràng động tĩnh ở phòng bên không nhỏ người phụ nữ gần như hét khản cả cổ nếu không phải kèm theo tiếng rên rỉ là những thanh âm ám muội, cô còn nhầm tưởng phòng bên đang có án mạng. Cô sắp điên rồi. Vốn dĩ cô đã có bệnh lạ giường, ngủ ở nơi mới sẽ không được ngon giấc, giờ lại cộng thêm những âm thanh tản phá lỗ tai con người ta thế này. Thế là cô tìm một vật cứng ra sức đập vào tường, tiếng động ở phòng bên ngắt quãng một lát. Cô hít sâu, nhưng còn chưa đợi hơi thở của cô chấm dứt, bên cạnh lại kêu to, thậm chí càng lúc càng to. Lâm Yêu yêu tức đến vò đầu bứt tai, lập tức xông ra khỏi phòng khi đi tới cửa phòng bên cạnh, cô vung tay bắt đầu đập mạnh, sắc mặt sốt ruột. Vậy mà trong căn phòng cảnh xuân vẫn tiếp diễn, vốn chẳng quan tâm tới sự phẫn nộ của cô. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô là sẽ khiếu nại. Nhưng rồi cô lại nghĩ, gã đàn ông đó ngoài thân phận cơ trưởng ra thì cô chẳng biết gì hết. Lỡ như vô tình đắc tội với một kẻ biến thái hoặc một kẻ giấu tâm bệnh trong lòng, thì phải làm sao? Chân trước chạy đi khiếu nại, không chừng chân sau đã bị anh ta báo thù. Nghĩ tới đây, Lâm yêu yêu bất giác dùng mình đừng trách cô suy nghĩ lung tung, ở cùng với Tố Diệp một thời gian dài, dù sao cô cũng được tiêm nhiễm vào đầu một số mặt đen tối của con người. Lại quay trở về phòng, nghe thấy người phụ nữ phòng bên tiếng sau to hơn tiếng trước, như con thuyền nhỏ bị sóng dữ dồn ép, không ngừng kêu uyên, uyên, gì đó. Cô thẳng thừng dùng gối bịt chặt hai tay lại, hình như cũng có chút tác dụng. Đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì lại nghe thấy tiếng sung sướng càng gần hơn, rõ nét hơn. Cô ngồi bật dậy, tìm được chính xác hướng phát ra âm thanh, lại ở gần ban công, quá vô liêm sỉ. Lâm yêu yêu hoàn toàn bị chọc giận, đốm lửa nhỏ cháy trong lồng ngực giống, như bị đổ thêm dầu bỗng chốc bùng lên thành ngọn lửa lớn, thiêu dụi nốt chút lý trí và nhẫn nại cuối cùng của cô. Lần này cô ra thẳng ban công, không suy nghĩ gì trèo qua tường bao, chuẩn bị người thật xuất hiện để dạy dỗ cái tên háo sắc ở phòng bên. Nhưng mà, cô đánh giá quá cao khả năng tiếp nhận của bản thân, những tưởng dựa vào ngọn lửa ngập tràn, à không, nên nói, là ngọn lửa phẫn nộ sớm đã tràn ra khỏi lồng ngực đủ để dẫn dắt sức chịu đựng của mình tới đối đầu với anh ta đuổi cùng diệt tận anh ta thực tế là sau khi cô tinh thần hăng hái chân sau vừa đứng vững được vào ban công phòng bên thì cảnh xuân sống động đập vào tầm mắt suýt chút nữa khiến cô mềm nhũn chân lộn cổ từ tầng hai mươi mấy xuống đất ban công nhìn thẳng vào trong phòng khách còn đôi nam nữ đó đang quấn lấy nhau bên sofa từ góc độ của lâm yêu yêu vừa hay có thể thu hết vào tầm mắt những đường nét trôi chảy cùng khuỷu tay rắn chắc của người đàn ông. Chỉ có điều, khuỷu tay anh ta đang bị một cô gái Tây hết sức lẳng lơ chiếm giữ, mái tóc xoăn vàng ruộn như dây leo mọc lan tràn trước ngực người đàn ông, cùng vì những động tác cuồng dã của anh ta mà nó tung ra như những làn sóng. Cô ta bị đè lên tường ở một góc sofa. Chỉ có một chân đi một chiếc gốc cao khoảng 12 phân là đặt trên mặt đất, đung đưa. Đôi chân dài còn lại đang treo lơ lửng trên cánh tay người đàn ông. Ánh đèn chiếu dọi lên làn da người đàn ông, từng múi cơ bắp theo từng vận động cũng lên xuống nhịp nhàng, tráng kiện gợi cảm. Cô gái đó có lẽ chịu không nổi sức tiến công của anh ta, ánh mắt dã rời, từng tiếng rên gì tình ái thay bằng những tiếng hét trói tai, mệt mỏi. Bàn chân duy nhất chống đỡ sức nặng của cả cơ thể giờ cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Người đàn ông thấy vậy cũng thuận đà tóm luôn bàn chân đó của cô ta, như vậy cô ta đã hoàn toàn dựa hẳn vào sức mạnh của anh ta. Cô gái tay vắt vẻo trên người anh ta, không ngừng gào thét tên anh ta, nét mặt vừa đau khổ lại vừa thỏa mãn. Lâm Yêu Yêu với bộ quần áo ngủ trên người kinh hãi đứng ngoài ban công, trợn tròn hai mắt nhìn một cảnh sóng tình cuộn trào trong phòng, nhất thời đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích được, ánh mắt nhìn vào đúng vị trí giao hợp triền miên của hai con người một cách chính xác. Đừng trách cô vừa liếc nhìn đã thấy, có trách thì trách góc độ của người đàn ông đó, cho cô một cái cớ rất thích hợp để nhìn trộm. Cô nhìn rất rõ, cự long của anh ta đâm sâu vào cơ thể người phụ nữ, thậm chí còn nhìn được cả từng mạch máu chi chít trên đó, từng đợt từng đợt tiến thẳng vào nơi muốn tới người phụ nữ dã rời trong lòng anh ta như một nhúm mì vắt đôi chân dưới sự đàn áp của con rồng to con đó cũng mất hết sức lực mỗi lần eo anh ta chuyển động là từng quầng sáng của ánh đèn cũng lắc lư theo cảnh tượng trước mắt khiến người thứ ba cảm thấy đúng là một bộ phim đủ để nhận giải vàng oscar có trách thì trách thân hình của người đàn ông đó quá tuyệt vời gió đêm đánh thức lý trí của lâm yêu yêu cô xin thề khoảnh khắc cô hoàn hồn trở lại cô thật sự đã có suy nghĩ sẽ co cẳng chạy thật nhanh tiếc là người phụ nữ trong phòng phản ứng hình như còn mãnh liệt hơn cô một tiếng kêu thất thanh gần như đâm thủng màng nhĩ lâm yêu yêu cô vô thức bịt chặt tai bất giác nhớ tới tố diệp cảm giác áy náy đối với cô ấy trào dâng như nước sông không thể dứt nghĩ lại bình thường mình có chút chuyện đáng sợ là cũng hét ẩm lên bên tai cô ấy đúng là làm khó cho cô ấy rồi cô gái tây lập tức đẩy người đàn ông ra vớ lấy chiếc váy vứt bừa bãi trên sofa che lấy cơ thể giơ tay chỉ về phía lâm yêu yêu đứng ngoài ban công nét mặt hoảng hốt không khác gì gặp ma người đàn ông lại chẳng hề ngạc nhiên như đã sớm biết bên ngoài ban công có người vậy đường hoàng quay người về phía cô nở nụ cười xấu xa dơ tay ý gọi cô lại lúc này thứ đồ cỡ khủng đó của anh ta hoàn toàn đập vào mắt lâm yêu yêu không sót một chi tiết cô bỗng thấy run cầm cập khi tiếng hét của người con gái tây vừa dứt cũng hét lên kinh hãi ngay sau đó hai chân đó phục hồi được khả năng vận động bỏ qua ban công phòng mình như một con thỏ từng phút từng giây trôi qua. Phòng bên cạnh cuối cùng cũng không còn thấy động tĩnh gì nữa. Lâm Yêu Yêu nằm lên sofa, cố gắng không nhớ tới cảnh tượng vừa nhìn thấy. Còn về việc bên kia sau đó xảy ra chuyện gì cô vốn không muốn biết. Không biết đã qua bao lâu, ngoài ban công có tiếng động khe khẽ. Cô lò dò lại gần, bên ngoài cửa sổ không một bóng người. Vừa định quay người rời đi nhưng thấy không yên tâm, cô bước tới nhìn kỹ một lần nữa. Ai ngờ gương mặt một người đàn ông đột ngột xuất hiện ở bên cạnh khiến cô giật nảy mình, không kịp suy nghĩ gì, vội vàng khóa chặt cửa sổ. Diệp Uyên nửa thân trên trần như nhộng đứng ngoài ban công, dưới eo thắt chiếc khăn tắm màu trắng, thấy cô phòng mình như phòng trộm, anh không nhịn được cười, không đi ngay mà lười biếng dựa vào cánh cửa thủy tinh, nhìn người con gái đang hốt hoảng luống cuống trong phòng qua lớp thủy tinh mỏng. "Này, bất công quá đấy, em dọa cho gái của tôi bỏ chạy rồi. Cút đi, cái đồ háo sắc, biến thái." Lâm Yêu Yêu lùi sau một bước, mặc dù cách lớp cửa nhưng dù sao vẫn phải đề phòng nói rồi cô lại nhấc điện thoại trên bàn uống nước lên vẫy về phía anh ta mấy ngày rồi không nói chuyện với tôi vừa mở lời đã mắng chửi không hay lắm thì phải thủy tinh ít nhiều đã làm mềm đi giọng nói của anh ta nhưng chẳng che được cái vẻ ba lăng nhăng trên nét mặt anh ta dồn hơn nửa trọng lượng của cơ thể vào cánh cửa bèn gõ cửa vừa nói thêm nữa hai chúng ta ai biến thái cũng phải nói lại chứ nhỉ vừa rồi là ai đứng bên ban công nhà tôi làm quan sát viên ấy nhỉ anh anh, Lâm Yêu Yêu tức đến run cả người, hét lớn về phía anh ta, lưu manh. Diệp Uyên cười, cố ý gõ cửa mạnh thêm, thỏ con ngoan, mở cửa ra nào, cút. Em cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Chịu trách nhiệm cái đầu anh ấy. Chúng ta nói chuyện phải lý một chút. Diệp Uyên vô cùng nhẫn nại, chớp mắt với cô, tôi là đàn ông từng này tuổi rồi cũng phải có nhu cầu sinh lý, đây cũng là chuyện thường tình. Em thì hay rồi, khi hưng phấn của tôi mãnh liệt nhất em lại như quỷ xuất hiện ngoài ban công, dọa tôi như thế dễ sinh bệnh lắm sao không dọa cho anh chết đi? Vừa hay bớt một kẻ gây hại. Lâm yêu yêu rất không khách khí. Cô bé à, nói chuyện đừng cay nghiệt quá, cẩn thận không lấy được chồng đâu. Anh ta cười đều. Lâm yêu yêu chỉ hận không thể ngay lập tức ném thẳng chiếc điện thoại trong tay, vào đầu anh ta, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Cô chỉ cần mở cửa là sẽ dẫn sói vào phòng, cái tên cầm thú đội lốt người này dám không mặc gì đứng trước mặt cô, còn chuyện gì mà anh ta không dám làm. Cô quay người định đi, ai ngờ người đàn ông phía sau không chịu buông tha, đừng đi mà. Giọng nói này khiến cả người lâm yêu yêu nổi da gà, phẫn nộ quay đầu, giận dữ nhìn tên yêu nghiệt ngoài cửa sổ. Cả người tôi giờ đang nóng hừng hực, cũng chẳng mong em chủ động hiến thân dập lửa, nhưng nói chuyện với tôi một chút chắc được chứ. Chẳng hơi đâu quan tâm tới anh. Đừng thế. À, đúng rồi. Còn chưa biết tên em là gì. Lâm yêu yêu cười khẩy, anh không định làm quen với tôi bằng diện mạo này đấy chứ. Có gì không được. Diệp Uyên cười tươi như hoa, đẹp đến nỗi có thể ví nó với đóa hoa mai đầu cành, rất vui được làm quen với em, em có thể gọi tôi là Uyên. Lâm Yêu Yêu lập tức nhớ tới cái tên cô gái Tây đó hét lên lúc khi cảm xúc mãnh. Liệt, cảm giác dùng mình khó khăn lắm mới xóa bỏ được giờ lại quay về. Cô thật sự không muốn nhìn thấy bộ mặt đó nữa, đi tới trước giơ tay kéo rèm cửa lại. Này, em còn chưa cho tôi biết tên em mà. Diệp Uyên đập tay lên cửa. Cạch một tiếng, Lâm Yêu Yêu thẳng thừng tắt luôn cả điện trong phòng khách. Tố Diệp đổ bệnh sau lần dầm mưa ấy cô bị cảm nặng thế mới nói cuộc sống một mình có cái tốt cũng có cái xấu cái tốt là được hưởng thụ sự tự do thích về mấy giờ thì về muốn làm thế nào thì làm thế ấy cái xấu là việc gì cũng phải một mình đối mặt đến bị ốm cũng chẳng ai ở bên ít nhất thì khoảng thời gian này tố khải bận rộn bù đầu không có thời gian quan tâm tới cô cậu và mợ vừa gọi điện là cô tắt máy ngay cô không muốn làm phiền bất cứ ai nhưng giữa lúc đó nhân bách ngạn có gọi điện cho cô anh đang đi công tác sau khi nghe thấy cái giọng vịt đực của cô trong điện thoại, một hồi lâu anh không lên tiếng. Tố Diệp không nói rõ nguyên nhân với anh, cuối cùng anh dặn dò cô một câu đơn giản, nhớ đi khám bác sĩ, uống nhiều nước. Quyển 4 chương 126, thương nhân tổn thương người khác. Thương nhân và cụm từ làm người khác tổn thương, đồng âm khác nghĩa đi khám bác sĩ. Cô nào có nhiều thời gian đến thế? Ngay sau đó cô lại phải tập trung vào vụ án của Ba Na, bận không dừng lại được. Dĩ nhiên một vụ việc đã can dự tới một vụ giết người chặt xác thì không những được tố diệp quan tâm chú ý mà thu hút cả các bác sĩ tâm lý hàng đầu ở liêm chúng bọn họ bắt đầu cùng chung sức hợp tác ví dụ như có thêm sự trợ giúp của hà minh và phương bội lôi sắc mặt giáo sư đinh rất nặng nề hà minh ngồi một bên dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang suy nghĩ chuyện gì phương bội lôi cúi đầu cho mày lật dở tài liệu còn tố diệp đang ngồi đối diện hà minh trong lòng đặt một hộp giấy ăn nhìn chăm chăm vào hình ảnh điện não đồ trên màn chiếu. Thi thoảng hắt xì hơi, cô lại rút một tờ giấy ra, dùng hết sức lau mũi, đầu mũi bị cọ sát đến ửng đỏ. Tại tôi sơ suất rồi. Cô đã từng trị liệu cho Bana mấy lần, sau đó lại từng làm phân tích điện não đồ trong lúc ngủ cho anh ta. Hôm nay lấy mấy bức điện não đồ đã từng làm ra phân tích mới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi vừa mới nhìn thấy điện não đồ của anh ấy thể hiện sóng delta, là đã vội đưa ra kết luận, tưởng rằng quãng thời gian đó anh ta không nằm mơ nữa bệnh tình có chuyển biến tốt. Nếu lúc đó phát hiện ra được vấn đề đang tồn tại, có lẽ sẽ tránh được thảm án. Con người khi chìm vào giấc ngủ có thể chia thành 4 giai đoạn. Và trong mỗi giai đoạn khác nhau khi ngủ, thì sự biến hóa của điện não đồ cũng khác nhau. Ở giai đoạn đầu tiên, tần suất và biên độ sóng đều rất thấp, cơ thể con người hoàn toàn thả lỏng, hô hấp chậm rãi, rất dễ bị đánh thức. Duy trì khoảng mười mấy phút sau khi ngủ là sẽ bước vào giai đoạn thứ hai, điện não đồ sẽ thể hiện những sóng có tần suất cao, và biên độ lớn bùng nổ trong khoảng thời gian ngắn, con người trong giai đoạn này rất khó bị đánh thức. Còn khi bước vào giai đoạn thứ ba, tần suất của sóng sẽ tiếp tục giảm, biên độ sóng lại lớn hơn, cho tới khi xuất hiện sóng Delta, giai đoạn này sẽ duy trì trong khoảng 40 phút. Khi đại đa số sóng điện não đều xuất hiện sóng Delta, giấc ngủ sẽ bước vào giai đoạn thứ tư, các công năng trong cơ thể con người đều sẽ trở nên chậm chạp, mà thông thường người ta hay gọi là giấc ngủ sâu. Còn giấc mơ thường xuất hiện giữa ranh giới của giấc ngủ chập chờn và giấc ngủ sâu đan sen mà thành. Quãng thời gian đó Tố Diệp quan sát lại tần suất sóng điện não của Bana lúc ngủ sâu giấc, từ đó mà suy đoán tình trạng nằm mơ của anh ta, nhưng lại phát hiện anh ta ngủ rất ngon không hề mơ mộng, cô đã tưởng sự việc đã tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Một người trưởng thành thường có thói quen dùng các cách khác để trốn tránh, hoặc sửa sai cho lỗi lầm của mình, nhưng để chủ động nhận sai là vô cùng khó khăn. Đó cũng là lý do vì sao con người càng sống lại càng giả tạo, cũng như càng sống càng đánh mất bản thân mình nhưng tố diệp không nghĩ như vậy trong nhận thức của cô sai tức là sai nhất là khi đối mặt với công việc giáo sư đinh an ủi cô vài câu còn thái độ của hà minh cũng không còn lạnh nhạt như trước nữa có lẽ thấy xót xa khi thấy nước mắt nước mũi của cô chảy ròng ròng nếu ngăn chặn bọn tội phạm là việc của cảnh sát thì việc chúng ta làm được chỉ là làm yên lòng mọi người nếu có sai sót chỉ có thể nói là mọi người đều làm sai bác sĩ tố về vấn đề nhận thức hành vi ba na tuyệt đối không có vấn đề Vấn đề nằm ở bệnh rối loạn mạch máu não trong bán cầu não phải của anh ta, nó thậm chí đã bắt đầu gây khó khăn cho cả đầu mút dây thần kinh rồi. Giọng tố diệp khàn khàn, giơ tay lên dây mạnh chán, bán cầu não phải một khi xuất hiện rối loạn mạch máu não cũng tức là người đó, không bao giờ nằm mơ. Nghiên cứu chứng minh, khi con người nằm mơ, các thông tin về cảm giác sẽ được vận chuyển từ bán cầu não phải qua bán cầu não trái, như vậy người nằm mơ mới có thể kể lại giấc mơ của mình. Bana vẫn luôn miêu tả cho cô giấc mơ của anh ta, thậm chí mỗi một chi tiết đều sống động như thật. Cô luôn cho rằng chẳng qua đó là vì giấc mơ ấy lặp đi lặp lại, thế nên ký ức rõ nét cũng là chuyện bình thường. Nhưng trên thực tế, khi Hà Minh tiến hành trị liệu nhận thức cho anh ta mới phát hiện, thì ra anh ta là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn mạch máu não, ở bán cầu não phải. Cô nghiên cứu về giấc mơ, biết rất rõ một khi bệnh nhân mắc phải căn bệnh này thì tuyệt đối không thể nằm mơ. Nói cách khác, mỗi một hoàn cảnh Bana từng miêu tả cho cô đều không phải là mơ phương bội lôi cúi đầu nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng sắc mặt tiểu tụy nhìn ra được vì vụ án này của ba na cô ta cũng đã tốn không ít tâm sức anh ta là một bệnh nhân rất khó hợp tác với bác sĩ tâm lý chống cự lại việc bị thôi miên rất mãnh liệt thế nên khi tôi đi vào tiềm thức của anh ta cũng phát hiện từ đầu tới cuối anh ta vẫn giữ lại một vài chuyện nhưng không sao tôi vẫn lấy được một điểm quan trọng nhất tố diệp nhìn về phía cô ta đúng như chúng ta đã biết ngoài lần này ba na tới trung quốc sinh sống và làm việc lâu dài ra trước kia đã từng tới Trung Quốc một lần. Mà chuyến du lịch lần đó khiến anh ta rất không vui, vì anh ta đã tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn giao thông. Địa điểm xảy ra vụ án nằm ở gần môn đầu câu. Người tài xế đó đã đâm vào một cô gái tới đó du lịch, vì không muốn để lại hậu họa. Người tài xế đã điên cuồng tiếp tục cán chết cô gái đó, sau đó cắt tan tành thi thể ra và chôn xuống một mảnh đất hoang gần căn biệt thự. Phương bội lôi báo cáo, nét mặt nghiêm trọng. Đầu tố Diệp càng đau hơn, im lặng một lúc lâu cô mới nói tiếp, trải nghiệm này tất nhiên sẽ kích động tới Bana. Bana vốn tính tình nhút nhát, lúc đó lại nói tiếng Trung không lưu loát, thế nên hoàn toàn không lựa chọn việc báo cảnh sát. Bao nhiêu năm nay anh ta không hề biết rằng, thật ra cảm giác áy náy tận sâu trong lòng mình chưa hề được xóa bỏ. Thế mới nói, con người không được để mình có cảm giác tội lỗi, nếu không cả đời này sẽ gặp ác mộng. Bana có thể lựa chọn quên đi chuyện này nhưng tiềm thức thì vĩnh viễn không thể quên. Lần thứ hai khi anh ta tới Trung Quốc, cũng là khi anh ta bắt đầu chuyến hành trình chuộc tội của mình vì vậy giấc mơ mà anh ta miêu tả chính là những gì anh ta tận mắt chứng kiến bà na mắc chứng mộng du tất cả mọi người đồng thanh lên tiếng cùng lúc ấy bầu không khí càng trở nên nặng nề và lạnh lẽo tố diệp nhắm chặt mắt lại nét mặt phiền muộn vì lý do sức khỏe của vợ mình không tốt cần một nơi có không gian yên tĩnh không khí trong lành để dưỡng bệnh anh ta đã chọn ở gần môn đầu câu thật ra cũng là sự lựa chọn theo tiềm thức cũng vì sự dây dứt trong lòng, nên đã mắc chứng mộng du. Mỗi khi tới môn đầu câu thăm vợ, tới buổi tối anh ta lại mộng du tới hiện trường. Nơi từng xảy ra án mạng, vốn dĩ chỉ là sự chuộc tội của tiềm thức, không ngờ anh ta đã thật sự nhìn thấy thêm một vụ chặt xác nữa. Mà não bộ của con người có khả năng tự bảo vệ, nó không cho phép cơ quan chức năng bị tổn hại, cũng không cho phép Bana chủ động tìm lại đoạn hồi ức đã bị đóng chặt đó. Nhưng tiềm thức của con người cũng rất thực tế, né tránh cơ chế kiểm soát của đại não khiến Bana nhớ tất cả mọi chuyện. Đương nhiên, Bana coi tất cả chúng là giấc mơ nhưng thực chất là sự việc thật đã xảy ra. Chỉ là anh ta đã nhầm lẫn về mặt thời gian, là anh tận mắt chứng kiến tội phạm sau đó mới hình thành nên hình ảnh. Vì ở nơi hoang vu nên thi thể rất khó bị phát hiện, điều tra cũng cần thời gian, thế nên việc công bố với bên ngoài sẽ phải trì hoãn, thế nên sẽ khiến Bana ngộ nhận rằng trong giấc mơ anh ta đã biết trước được vụ án. Sau khi cô dứt lời, phòng họp rơi vào im lặng. Có lẽ, mỗi người đều đang tự kiểm điểm bản thân nếu họ phát hiện ra sớm hơn một chút bà na mắc chứng mộng du ở chỗ chúng ta có thể có được phân tích và chứng cứ chính xác nhưng vấn đề là phải xem phía cảnh sát giáo sư đinh từ đầu tới giờ không phát biểu gì cuối cùng cũng lên tiếng thở dài quan trọng là cảnh sát có chịu tin rằng bà na vô tội không tất cả mọi người đều nhìn về phía tố diệp vì đều biết em trai cô đang là người phụ trách vụ án này tố diệp rút ra một tờ khăn giấy xì mạnh như vậy mới có thể chặn lại cảm giác muốn hát hơi Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động đặt bên cạnh tách cà phê. Điện thoại như có cảm ứng vậy, đột ngột reo vang. Cô giơ tay ra lấy theo phản xạ, vô tình đụng trúng tách cà phê, một giọt cà phê nóng hổi bắn vào ngón tay cô. Sau một giây cho mày, cô vội vàng nhận máy, thư ký bên cạnh lập tức rút giấy ra lau sạch bàn họp. Phòng họp rất yên tĩnh, tới mức có thể nghe được giọng nói của Tố Khải ở đầu kia điện thoại. Tố Diệp đi tới trước cửa sổ, nhìn dòng xe cộ đi lại như mắc cửi phía dưới, và bóng đèn lập lòe xanh đỏ cách đó không xa, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Cô vẫn đang nghe máy, trong quá trình không hề chen vào, cho tới khi Tố Khải dứt lời mới lãnh đạm trả lời, được, chị đồng ý. Nói xong cúp điện thoại, trở về chỗ ngồi, ngón tay cô vẫn còn đau rát vì bỏng, nhưng đã không còn quan trọng nữa. Ngước mắt lên nhìn mọi người, cô thở dài nặng nề, phía cảnh sát đã không còn nghi ngờ ba na nữa, vì họ đã bắt được hung thủ thực sự. Tốt quá rồi. Nếu không chúng ta còn phải căng thẳng lo lắng. Phương Bộ Lôi cũng thở phào, nét mặt trở nên tươi tỉnh hẳn. Có câu, người đáng thương tất có chỗ đáng ghét. Tố Diệp bổ sung, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Năm xưa bà nà tận mắt chứng kiến vụ tai nạn giao thông, nạn nhân chính là vợ chưa cưới của hung thủ. Thì ra năm xưa anh ta cũng có mặt ở hiện trường, chỉ có điều đứng ở quá xa không kịp thời tới cứu, đã phải tận mắt chứng kiến vợ chưa cưới của mình bị cán chết. Cái chết của cô ấy khiến tinh thần của anh ta chịu đả kích nghiêm trọng, sau khi chôn xác vợ chưa cưới. Người phụ nữ đầu tiên anh ta ra tay giết hại chính là vợ của người tài xế đó. Người tài xế ấy tối ngày đau khổ trong một lái xe đã tử nạn. Nhưng tâm lý báo thù của tội phạm đã có sự lệch lạc, anh ta liên tiếp gây án hết lần này tới lần khác, chỉ không ngờ đã bị bệnh nhân mắc chứng mộng du là Bana bắt gặp. Cảnh sát đã tìm được phần mộ, người vợ chưa cưới đã ngọn núi phía sau ngôi biệt thự, thi thể bị anh ta chặt xác rất dễ nhận. Anh ta mắc chứng cưỡng ép thế nên các thi thể luôn được xếp đặt rất ngay ngắn, gọn gàng. Giáo sư Đinh bất lực lắc đầu, lại là một số phận đáng thương khác. Hà Minh rất lanh lợi, xem ra phía cảnh sát đã ra lệnh cho cô. Tố Diệp khịt mũi, phía cảnh sát đã chính thức khởi tố vụ án, nhưng còn cần một bản báo cáo phân tích tâm lý tội phạm. Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng đi làm báo cáo phân tích gì đó cho hắn ta đâu. Phương Bộ lôi nhíu mày, một tên tội phạm vô nhân tính, dù có quá khứ đáng thương thế nào đi nữa, cũng không thể tùy tiện mang tính mạng con người ra làm trò đùa như vậy được. Bác sĩ Tố, cô nên cẩn thận một chút. Tố Diệp thở dài, "Đây là công việc của chúng ta." Giáo sư Đinh gật đầu, "Bác sĩ Tố nói đúng. Có những lúc ngành nghề của chúng ta không khác gì các bác sĩ bình thường cả. Cái chúng ta đưa ra là sự thật, không liên quan gì tới bối cảnh lai lịch của người đó." Sự việc kết thúc được một thời gian, Tố Diệp khuyên Bana nhập viện trị liệu. Bana sau khi biết bệnh tình của mình, trầm lặng một lúc lâu mới đồng ý, Tố Diệp cuối cùng cũng có thể thở phào, đang do dự không biết phải báo cáo việc này với Nhiên Bách Ngạn đang đi công tác như thế nào thì đã nghe được một tin tức khiến người ta phải đau đầu ba na đã bị nhiên bách ngạn sa thải chính diệp lan đã báo với cô tin này lúc đó cô đang vụng về pha thuốc cảm cúm để uống vừa nghe được tin này chẳng nói chẳng rằng lái xe một mạch tới tập đoàn tinh thạch lúc đó mới được biết thì ra ba na lại chạy về làm việc chỉ là không ngờ rằng khi đang cắt kim cương anh ta nhất thời lỡ tay hủy hoại cả một viên kim cương hoàn hảo chuyện này bị nhiên bách ngạn vừa hay đi công tác trở về sớm bắt tận tay trong lúc giận dữ không những yêu cầu anh ta phải đền số tiền của viên đá gốc, còn sa thải anh ta. Chính vì hiểu tình trạng của Bana nên Tố Diệp rất bất bình. Diệp Lan ngăn cô lại, dè dặt nói, anh rể không có trong phòng làm việc đâu, vừa xuống máy bay đã tới thẳng trung tâm cắt mài rồi. Tố Diệp cười khẩy, sao? Còn muốn tới xem Bana có ăn trộm ăn cắp gì của anh ta không chứ gì? Không phải vậy đâu, chị đừng nghĩ xấu về anh rể như thế, viên kim cương đó chẳng phải đã bị Bana làm hỏng rồi sao? Nhưng dù sao cũng phải có hàng cho khách, anh rể tới trung tâm cắt mày là định sẽ đích thân cắt lại một viên kim cương khác. Hả? Vì cả tập đoàn tinh thạch, người biết sử dụng kỹ thuật cắt mày bằng lửa xanh ngoài Bana ra chỉ còn anh rể, mà thôi. Diệp lan nét mặt tự hào. Quyển 4 chương 127, ông chủ vô nhân tính. Tố Diệp còn nhớ, Niên Bách Ngạn và Bana học cùng một thầy mà ra. Vì Niên thị năm xưa khởi nghiệp bằng ngành khai thác kim cương, từ nhỏ anh đã được đưa đi học, nên việc làm thế nào? để mài một viên kim cương thô không đẹp mắt trở thành một viên kim cương có giá trị lớn là chuyện rất đỗi bình thường phàm những người làm trong ngành này luôn phải có những công nhân cắt mài đã hợp tác một thời gian dài hoặc tín nhiệm được chỉ có điều niên thị khi đó suy nghĩ xa xôi hơn một chút muốn đào tạo chính con trai mình trở thành một công nhân cắt mài xuất sắc phục vụ cho chính gia đình mình niên bách ngạn đã làm được rồi đáng tiếc niên thị đã không còn nữa các trung tâm cắt mài nằm dưới quyền quản lý của tập đoàn tinh thạch chẳng qua chỉ là một tên gọi chung thực tế là bao gồm mấy bộ phận mà các nhân viên làm việc ở đây không phải ai cũng là thợ cắt mài họ có thể làm phân loại trong các khâu như kim cương thô công nhân phát họa thợ cắt bổ thợ cưa tạo thành tập thể công nhân ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều tiêu bản kim cương thô đó cũng là hình dáng ban đầu khi kim cương vừa mới được khai thác không rực rỡ rất đỗi bình thường chỉ khi nào trải qua sự nỗ lực của tất cả mọi người nó mới trở thành một viên kim cương lấp lánh rực rỡ theo đúng nghĩa khi cô nhìn thấy niên bách ngạn anh đang nhìn vào kim cương thô tập trung cắt vì vừa mới xuống máy bay anh còn chưa kịp thay quần áo vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần âu màu đen kiểu ăn mặc giản dị nhất mà cũng nghiêm túc nhất hoàn toàn không hợp với các công nhân ở đây anh không nhìn thấy tố diệp vì đang tập trung toàn bộ tinh thần giám sát mỗi bước của quá trình qua lớp kính thủy tinh tố diệp cũng không bước tới chỉ đứng đó quan sát mỗi động tác của anh gương mặt hơi nghiêng vì tập trung trông lại càng tuấn tú đến mê người Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản là vậy mà lại làm tôn lên sự đặc biệt của anh. Chỉ có điều, trong mắt anh hẳn lên những tia máu đỏ, gương mặt có phần mỏi mệt. Điều này cũng không có gì lạ, đối với thói quen tập trung làm việc là quên hết mọi chuyện của anh, cô đã từng được lĩnh giáo. Bất kỳ kim cương thô nào cũng phải trải qua hai chu trình xử lý. Đây chính là bước phác họa và đánh bóng, dựng cánh. Một viên kim cương được tạo cánh, cắt mài tỉ mỉ thì mỗi vị trí và góc độ đều phải được tính toán rất chuẩn xác, để kim cương có thể phát ra ánh sáng đẹp nhất. Tố Diệp ít nhiều cũng hiểu biết về quá trình cắt mài kim cương thô. Đây là kết quả của những ngày gần đây ngày đêm ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Chỉ có điều hiểu biết của cô chẳng phải để trở thành một thợ cắt mài xuất sắc, mà chỉ vì không muốn phụ số tiền thưởng. Nghe nói viên kim cương mà Niên Bách Ngạn chú ý tới này, chỉ riêng phác họa thô đã mất hơn 3 tháng, có thể thấy nó sẽ trở thành một viên kim cương với số cara không nhỏ. Có lẽ vì vậy, sai lầm mà ba na phạm phải mới khiến nhân bách ngạn tức giận đến thế nếu nó chỉ là một viên kim cương nhỏ và tầm thường chỉ mất một phút để phát họa cũng không đáng để anh nổi trận lui đình nghĩ tới đây nhất là nhìn thấy Nhiên bách ngạn đích thân lâm trận tố diệp bắt đầu thấy lo lắng cho tiền đồ của ba na kim cương là thứ cứng nhất trên đời này thế nên khi cắt chỉ có kim cương mới cắt được kim cương cô nhìn thấy Nhiên bách ngạn đón lấy viên kim cương thô đã được cưa sau đó chuyển cho bộ phận mài đây là nơi sẽ tạo hình kim cương theo yêu cầu thiết kế còn hai phần khát khe nhất là tạo cánh và đánh bóng thì thật sự rơi vào tay niên bách ngạn đây là bước quan trọng nhất trong các bước thành hình kim cương mấy tiếng đồng hồ niên bách ngạn vẫn ngồi bên cạnh khuôn tròn đựng dầu trơn và bột kim cương hết sức tập trung tạo cánh kim cương trên bánh xe mài chỉ có kỹ thuật mài chuẩn xác nhất mới có thể thể hiện được nét rực rỡ của kim cương thế nên nói mỗi một trang sức lộng lẫy đều hội tụ trí tuệ của người thợ cắt mài cũng chính người thợ đã mang lại sinh mạng thứ hai cho Kim Cương. Còn Tố Diệp cuối cùng cũng hiểu tại sao tính cách nghiên bách ngạn lại trở nên như vậy. Anh có thể im lặng hàng tiếng đồng hồ chỉ để tạo hình một viên kim cương, để nó từ một viên đá thô ảm đạm không chút hấp dẫn, sau khi qua tay anh trở thành một thứ đồ trang sức lấp lánh đầy giá trị, không thể không thừa nhận đây là một công việc rất lao tâm lao lực, chỉ cần có một sơ suất nhỏ là sẽ hủy hoại tương lai của cả một viên kim cương. Chính vì anh hiểu rõ điểm này, từ nhỏ lại tiếp xúc với loại công việc như thế nên trong công việc mới hình thành, nên một niên bách ngạn, không gần gũi, thân thiết với mọi người, tính cách có phần nghiêm khắc trầm ổn. Vì ở những nơi này, không cho phép người ta phạm sai lầm, cho dù chỉ là một sai sót nhỏ thôi cũng không được. Công việc kết thúc được một lúc, niên bách ngạn mới đẩy cửa bước ra, tố diệp tránh đi không kịp, đụng chúng phải anh. Ở khoảng cách gần thế này, cùng có cơ hội nhìn thấy nét mệt mỏi tràn ngập trong ánh mắt anh. Sao em lại ở đây? Anh không ngờ cô sẽ xuất hiện, có chút ngạc nhiên. Tố Diệp vốn dĩ cũng không nỡ, nhất là khi nhìn thấy những tia máu hàn lên trong đáy mắt anh. Nhưng khi nghĩ tới hoàn cảnh của Ba Na cô lại không nhịn được, nghe nói anh đã sa thải Ba Na rồi. Những người đi qua đi lại đều là nhân viên của trung tâm. Ở đây không có văn phòng cũng chẳng có phòng nghỉ, hai người đành đứng ngoài hành lang, Nghiên Bách Ngạn đích thân đi tới máy lấy nước, rót hai cốc nước cho hai người. Chính vì chuyện này, anh nhíu mày, trong lúc nói có người thợ mang tới cho anh một bản thiết kế, anh xem xong gật đầu rồi ký tên. Tố Diệp chẳng còn quan tâm chỗ này có thích hợp nói chuyện hay không. Hít sâu, nếu anh ấy không bị sa thải, ít nhất anh sẽ không đích thân tới làm. Vậy em có biết vì tay cậu ấy run, mà suýt nữa đã làm hỏng một viên kim cương rất giá trị không? Miên bách ngạn ký tên xong, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm nghị nói. Còn em, thân là cố vấn tâm lý của tập đoàn lại cố tình giấu giếm tôi về tình trạng của Ba Na. Nhất là việc cậu ấy bị run tay, em cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm. Tim Tố Diệp đập trạch nhịp một cái bất giác nhớ lại lúc ở mông cổ ánh mắt anh nhìn Bana với vẻ hoài nghi. Cô cũng biết việc Bana bị run tay là chí mạng, cũng từng thử che giấu, chẳng ngờ phòng tránh thế nào vẫn không thoát khỏi hai mắt của Niên Bách Ngạn. Anh không thể đuổi việc Bana. Thứ nhất, anh ấy là nhân viên kỳ cựu của tập đoàn, không có công lao cũng có khổ lao, hơn nữa anh ấy còn là một thợ cắt mày đẳng cấp. Thứ hai, nếu anh đã biết tình hình của anh ấy rồi chắc, cũng biết rõ anh ấy là trụ cột của cả gia đình. Anh xa thải anh ấy rồi, người ta biết nuôi cả gia đình thế nào? vợ anh ấy phải làm sao con anh ấy sẽ thế nào diệp diệp nhiên bách ngạn nghe xong nghiêm mặt gọi tên cô khiến cô có một khoảnh khắc đã nhận định rằng anh đang gọi cả họ cả tên cô chứ không phải như hôm trước khi anh dịu dàng thì thầm vào tai cô và nói đó chỉ là một cách gọi thân mật đây không phải trung tâm từ thiện ở nơi này không cho phép có sai sót dù là một chút cũng không được công việc là công việc tình người là tình người đây không phải ngày đầu tiên em ra ngoài làm việc nữa nên hiểu rõ nguyên tắc trong công việc mới phải Nguyên tắc cũng là do con người đặt ra mà thôi. Cô nhíu chặt mày. Trước khi nói đỡ hộ người khác, đầu tiên phải xem xem mình có thể bị người ta bắt thóp hay không. Nhiên bách ngạn uống một ngụm nước, lãnh đạm nói. Tố Diệp nghe ra được hàm ý trong lời nói của anh. Ý anh là gì? Chuyện trong phòng làm việc là thế nào? Nhiên bách ngạn bất ngờ hỏi. Tố Diệp đầu tiên sững sờ nhưng phản ứng lại rất nhanh. Em chỉ mong nhân viên của anh không phải hàng ngày làm việc trong một môi trường khô khan, thế nên mới bảo họ tùy hứng bày những món đồ mà mình thích lên bàn làm việc đây là một trong những cách thể hiện tâm lý của một người nhiệt độ trong đôi mắt nghiên bách ngạn giờ thực sự bằng không ngữ khí lãnh đạm hà khắc tới mức lạnh nhạt em cho rằng ngành đá quý này rất thoải mái rất vui vẻ phải không bước chân vào ngành này là phải chấp nhận một công việc khô khan chỉ có những người biết nhẫn nại biết kiềm chế mới có thể trụ vững diệp diệp tinh thần trách nhiệm trong công việc của em là phải làm sao giúp họ bước đi trong môi trường khô cằn này chứ không phải nghĩ cách để thay đổi bản chất của nó Báo cho em một tiếng, tiền lương nửa tháng này của em đã bị trừ Cái gì? Không chỉ mình em Còn cả những nhân viên được em khuyên nhủ Đặt lên bàn làm việc những thứ không nên đặt đó nữa Họ cũng sẽ bị trừ lương Nghiên bách ngạn hoàn toàn không nể tình riêng Ngọn lửa trong lòng Tố Diệp bùng cháy dữ dội Nhìn anh chầm chầm, không tin vào tay mình Nghiên bách ngạn, anh quá đáng lắm rồi đấy Họ chẳng qua chỉ làm theo lời khuyên của em mà thôi Anh dựa vào đâu trừ lương của họ Đây chính là để cảnh cáo em tuân thủ quy định đồng nghĩa với việc có cơm ăn trong công việc bất kỳ một quyết định nào của em đều phải thông qua tôi trước không được tự ý làm chủ các nhân viên xung quanh bắt đầu nhìn hết về phía này nhưng nghiên bách ngạn không hề bị chọc giận từng chữ đều rất uy quyền đầu tiên em giấu tôi chuyện của ba na giờ lại tự ý sắp xếp thói quen làm việc cho các nhân viên diệp diệp mỗi ngành nghề có những quy định riêng của nó em nhất thiết phải ghi nhớ làm việc ở đây cái gì nên làm cái gì không nên làm người biết tôn trọng nguyên tắc mới nhìn được xa đi được lâu Tố Diệp cắn chặt môi, nghe một chàng giang đại hải những lời biện luận của anh, cô hận tới nghiến răng kèn kẹt, đợi anh nói xong mới cười khẩy, chi bằng anh xa thải em luôn cho rồi. Nếu em phạm phải sai lầm không thể tha thứ, tôi cũng sẽ làm vậy. Nghiên bách ngạn, anh ra vẻ cái gì chứ? Đến cả những nhân viên lão thành đã bán sức cho anh anh cũng xa thải, anh còn nhân tính không? Ngọn lửa ấy cuối cùng đã xông ra khỏi cổ họng Tố Diệp, tiếng hét của cô thu hút ánh mắt của không ít người, vậy mà nó chẳng thể khiến tâm trạng của Niên Bách Ngạn có quá nhiều xáo động. Đợi cô gào thét xong xuôi, anh nhìn cô bình tĩnh đáp, ở đây không phải là nơi nói tới tình người. Anh, hát xì. Cô vừa định nói thì hát hơi, nước mắt nước mũi cũng theo đó tuôn trào. Sau khi cầm, tờ giấy quẹt mạnh, cô gào lên với anh, ai gặp phải ông chủ như anh đúng là xui tận mạng. Không ổn rồi, đầu óc cô quay cuồng dữ tợn, lúc tranh cãi với anh giống như có hàng ngàn con ong vỏ vẽ bay vào tai. Nếu không phải vì bị cảm nặng, cô nhất quyết phải cãi nhau với anh ta mấy hiệp mới chịu thôi. Niên bách ngạn đứng trước mặt cô, đầu mày khẽ nhíu lại, thấy mũi cô đỏ ửng lên, lúc sau anh mới khẽ nói, em ra quán cà phê bên ngoài đợi tôi, xong việc tôi đưa em về. Không dám phiền anh. Tố Diệp lạnh lùng, cổ họng bỏng rát đã định trước còn tranh cãi với anh người bị thương chỉ có mình, mà thôi, cô nắm chặt tay, quay người rời đi. Niên bách ngạn nhìn theo bóng cô, ánh đèn của hành lang đổ nghiêng xuống vai cô, trong quần sáng trông cô càng bé nhỏ đáng thương. Đôi mắt đỏ quạch của anh ngập tràn xót xa, anh chỉ biết bất lực lắc đầu. Tố Diệp về tới nhà đúng là đã mắng cả 18 đời tổ tông nhà Niên Bách Ngạn, một lượt. Chẳng qua cô chỉ giúp Ba Na đòi lại chút công bằng thôi, hoàn toàn không ngờ chính mình cũng hy sinh luôn nửa tháng lương. Cái thá gì chứ? Cô chưa từng gặp người đàn ông nào vô nhân tính như anh ta. Đang trong cơn phẫn nộ cô lại nhận được điện thoại của chủ nhà, sau khi nghe thông báo, Tố Diệp gào lên thảm thiết, "Cô Tiết à, cô không thể làm vậy được, Quyển 4 chương 128, người đàn ông công tư phân minh. Cô Tiết, trước mắt là kẻ địch số 1 của cô. Từ ngày đầu tiên thuê phòng của người phụ nữ này, Tố Diệp đã không được sống yên ổn. Nguyên do là ở cách thức trả tiền nhà. Cô Tiết luôn miệng đòi trả theo năm, còn Tố Diệp tuyệt nhiên không thể trả theo năm được sống chết đòi trả 3 tháng 1, rồi dọn về ở đã. Thế là cuộc chiến dây dẳng giữa việc trả theo quý hay trả theo năm từ đó, thường xuyên nổ ra. Cô Tố à, Tôi cũng chỉ thuê lại nhà của người ta, trông nhà thay cho người ta thôi, trả theo năm đối với cả cô và tôi đều tiện lợi có phải không? Hơn nữa, cô cũng nhìn thấy tình hình thuê nhà xung quanh đây rồi đấy. Được ở một căn nhà với diện tích lớn lại còn được trang bị cao cấp, như cô thế này ít nhất cũng có giá 2 vạn rưỡi, tôi cho cô thuê với giá này đã là rẻ hết mức có thể rồi. Tố Diệp càng nghe càng đau đầu, nhất thời cảm thấy mình thật đáng thương. Vừa mới bị ông chủ bất lương cắt xén tiền lương, giờ lại bị một chủ nhà tính con buôn dục nộp tiền nhà bản thân mình còn đang bị cảm nặng, bơ vơ không nơi nương tựa. Trên đời này còn ai đen đuổi hơn cô nữa không? Chắc là chẳng còn đâu. Cô nhất định là phạm phải thái tuế rồi. Cô tiết. Cháu. Được rồi, cô tố. Hôm nay tôi cũng không có kè mặc cả với cô nữa. Trả được theo năm thì cô tiếp tục ở, nếu không thì dọn đi. Cuộc điện thoại kết thúc. Tố Diệp ngẩn ngơ nhìn cái điện thoại, bỗng thấy trời đất quay cuồng. Cả người cô nằm bò lên sofa, kéo một cái gối chèn chặt đầu. Một tháng một vạn tám, thì một năm sẽ là 216 ngàn. Nếu trả theo quý, ít nhất cô còn có thể nhìn con số trên sổ tiết kiệm của mình, mà mừng thầm một chút, nhưng trả theo năm, nghĩ tới đây, từng thớ thịt trên người cô đều kêu đau. Liền sau đó cô lại bắt đầu điên cuồng hát hơi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Ngoài cửa sổ, đèn đường đã bật sáng. Tố Diệp như một kẻ đáng thương, cố gắng xỉ mũi, nhìn ra ánh đèn ngoài cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi. Cô lại bắt đầu căm ghét gã nhiên bách ngạn đó rồi đúng là nhà tư bản độc ác, hại cô phải đau đớn thế này. Chuông cửa vang lên, có vẻ không đúng lúc cho lắm. Cô ủi oải bò dậy, kéo lê chiếc dép, tóc tai xõa ra bù xù. Mở cửa. Đứng trước cửa là người đàn ông cô chỉ hận không thể nghiền nát anh thành cho bụi. Là Niên Bách Ngạn. Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh còn dám không mời mà đến. Niên Bách Ngạn đứng ở trước cửa, sau khi thấy bộ dạng của cô, khóe môi bất giác cong lên. Cô chẳng hề nể tình, giơ tay định đóng cửa, Ai ngờ anh chặn ngay lại, khẽ thở dài, Diệp Diệp, đừng giận dỗi nữa. Một câu Diệp Diệp ấm áp trầm thấp, khiến cô trong khoảnh khắc bị mê mẩn. Trước đây cô nghe anh gọi như vậy chẳng có một chút cảm giác gì, thậm chí còn ghét cay ghét đắng cái danh xưng ấy. Nhưng từ ngày hôm đó, chính là ngày hôm đó, anh nhẹ nhàng nói bên tai cô, khiến trong lòng cô bỗng trào dâng một niềm ấm áp và cảm động mà chính bản thân mình cũng không hề nhận ra. Tố Diệp buông tay, lúc này mới phát hiện anh đang xách một chiếc túi của siêu thị trong tay, sau một hồi do dự cô không nói gì nữa, quay người đi vào phòng khách. Nhiên bách ngạn cũng đi vào theo, tiện tay đặt chìa khóa xe lên tủ để đồ, sau khi để chiếc túi vào trong nhà, anh đi ra. Thấy cô sụt xịt mũi nằm trên sofa, anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, sở tay lên chán cô. Cô không động đậy, đôi mắt đỏ mọng. Đã đi khám bác sĩ chưa? Thấy cô không sốt. Nghiên bách ngạn cũng yên tâm phần nào. Lúc sáng ở xưởng, trông sắc mặt cô xanh xao, chóp mũi ửng đỏ, có trời biết anh đau lòng nhường nào nếu không có mấy nhân viên đi qua đi lại nói không chừng anh sẽ không khống chế được bản thân mà ôm cô vào lòng thật ra trong điện thoại biết cô bị cảm nặng anh đã đứng ngồi không yên rồi quay về sớm hơn dự kiến chẳng qua muốn xem bệnh tình cô thế nào không ngờ vừa xuống máy bay lại nghe nói ba na gặp chuyện khiến anh bận túi bụi tố diệp lắc đầu mùa hè cảm cúm là chuyện thường thôi đi bệnh viện người ta cũng chỉ cho chuyển nước em còn phải dốc sức bán mạng cho anh thời gian đâu mà đi bệnh viện Nghiên Bách Ngạn nghe ra được cô đang hờn giận, không tức giận mà chỉ cười. Sau khi đi từ nhà bếp ra, anh cầm theo một ít thuốc, rót một ly nước ấm rồi lại ngồi xuống bên cạnh cô, "Nếu thái độ của tôi hôm nay khiến em rất không vui, thì tôi xin lỗi em." Dứt lời anh đưa thuốc và nước tới trước mặt cô, giọng nói vừa như yêu chiều vừa như dỗ dành, "Nhưng em uống thuốc đi đã, khỏi bệnh rồi mới tiếp tục mắng tôi được." Tố Diệp nhìn vào mắt anh, không giống với vẻ nghiêm túc đến khó gần khi ở công xưởng. Lúc này đây anh rất ôn hòa cũng vô cùng nhẫn nại và dễ tính trong lòng bỗng mơ hồ thấy đau đớn tâm trạng không vui bực tức khi nãy không kiềm chế không ít nghe lời anh lại khẽ nói tố diệp đón lấy ngẩng đầu lên uống miên bách ngạn cười khẽ muốn ăn món gì tôi làm cho em anh đã tới siêu thị à anh gật đầu cô lại kinh ngạc không thể ngờ được một người đàn ông như anh đẩy xe hàng đi khắp nơi trong siêu thị trông sẽ như thế nào anh biết nấu cơm miên bách ngạn nhìn cô ánh mắt và thần thái đó giống như cô vừa mới hỏi một vấn đề ngu ngốc vậy. Nhưng anh chỉ cười không đáp lại, giơ tay tháo măng xét đặt lên bàn, sắn tay áo sơ mi lên. Lúc này Tố Diệp mới phát hiện, thì ra anh thật sự đeo chiếc măng xét mà cô tặng. Ấy, thấy anh chuẩn bị đứng dậy, cô giữ anh lại, đừng làm, em ăn không ngon miệng. Nghiên bách ngạn nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô buồn buồn, ôm gối cuộn tròn trên sofa, anh khẽ thở dài, anh không nhịn được, kéo cô vào lòng, cầm đặt lên đỉnh đầu cô, em đang ốm mà, không ăn cơm không được đâu cô nghe thấy tiếng trái tim anh từng nhịp từng nhịp đập thẳng vào màng nhĩ trầm ồn mà mạnh mẽ giọng nói của anh cũng không còn nghiêm nghị vô tình tràn đầy sự quan tâm đến cô cũng cảm nhận được rốt cuộc anh là một người đàn ông như thế nào khi anh nghiêm túc khiến người ta ghét lúc dịu dàng lại khiến trái tim cô ấm áp thật ra cô rất muốn nói với anh anh nghỉ ngơi một lát đi mắt anh đỏ quạch lên trông sợ lắm nhưng những lời này nghẹn lại ở cổ họng cuối cùng vẫn không thốt ra ngoài thấy cô không nói gì miên bách ngạn cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch của cô nhẹ giọng vẫn còn giận à cô né tránh sự dịu dàng ấy hờ hững đáp em chẳng hẹp hòi thế đâu anh công tư phân minh mà em cũng chẳng phải người càn quấy chẳng qua là đụng trúng nòng súng của anh bị anh bắt tại trận giết gà dọa khỉ thôi miên bách ngạn bật cười đã hiểu rõ như thế sao còn buồn bực phí lời anh hết lần này tới lần khác trừ tiền của em lại còn muốn được định hót sao cô lẩm bẩm tại em xui xẻo thôi đầu tiên là anh sau đó lại tới bà chủ nhà ai cũng dồn ép em vào chỗ chết chủ nhà nghiên bách ngạn khẽ nhướn mày tố diệp như tìm được đối tượng phát tiết thở dài nặng nề nếu không sao người ta nói người càng giàu có càng keo kiệt trả theo quý với trả theo năm chẳng phải đều là nhân dân tệ sao nhất quyết bắt em trả theo năm nghiên bách ngạn ra vẻ không hiểu ông chủ nghiên à anh là nhà tư bản quen chỉ tay năm ngón đương nhiên không hiểu nỗi thống khổ của dân đen bọn em rồi Căn nhà này nếu trả theo năm tổng cộng là 216 ngàn. 216 ngàn đấy, anh có hiểu không? Nghiên bách ngạn càng nhìn cô kỳ lạ, lẽ nào để em trả theo quý thì tiền nhà sẽ rẻ đi một chút sao? Chẳng phải tính ra vẫn là 216 ngàn. Nhưng em không cần bỏ ra 216 ngàn trong một lúc. Cô phát điên. Lúc này nghiên bách ngạn mới ngộ ra. Bà chủ nhà bị ổi, kiếm tiền nhiều thành điên rồi. Tố Diệp vẫn nộ bất bình, rồi bất ngờ kéo tay nghiên bách ngạn anh bảo em thả rắn vào đây có được không niên bách ngạn ớ ra tại sao như thế em có thể nói với bà ấy rằng căn nhà không sạch sẽ nhân cơ hội đó chặn lại cái vẻ kiêu căng nhất quyết đòi trả theo năm của bà ấy tố diệp nghiến rằng kèn kẹt niên bách ngạn không ngờ tới cô lại có thể nghĩ ra cách này anh khó xử cười thầm giơ tay vỗ vào đầu cô em cứ từ từ nghĩ cách đi tôi đi nấu cơm cho em niên bách ngạn anh dừng bước cô ra vẻ đáng thương anh không thể phát huy trí thông minh của mình ở trên thương trường gợi ý cho em một chiêu sao nếu không phải tại anh nhẫn tâm nhất quyết khai đao với em em cũng chẳng cần đau đầu vắt óc nghĩ cách về chuyện thuê nhà mà theo như những gì tôi hiểu về em cho dù tôi không trừ lương em với tính của em vẫn cứ nghĩ ra cách thả rán vào nhà thôi niên bách ngạn cong môi cười này anh không thể thấy chết không cứu được tôi vẫn nhiệt tình với việc giải cứu cái dạ dày của em hơn nói rồi niên bách ngạn đi vào bếp tố diệp gào lên thảm thiết nằm ngả ngón trên sofa ra sức chèn ép cái gối ôm, hét to, em đau đầu, đau đầu chết mất. Niên Bách Ngạn mặc kệ cô, Tố Diệp vùi đầu vào gối, lao tâm khổ tứ. Còn trong nhà bếp, Niên Bách Ngạn thuần thục chuẩn bị thức ăn, lấy từ trong tủ ra một bộ dao mới tinh, quen thuộc như đang ở trong nhà mình vậy. Sau khi thấy phòng khách không còn động tĩnh gì, anh không nhịn được lắc đầu khẽ cười, rút điện thoại ra bấm một số điện thoại. Chẳng mấy chốc đầu kia đã bắt máy, anh kẹp điện thoại vào giữa tay và bả vai, vừa thái thức ăn vừa thấp giọng nói cô tiết cháu bách ngạn đây bóng đêm dần dần tràn ngập ngoài phòng khách chẳng biết tố diệp đang làm gì còn trong nhà bếp nhiên bách ngạn đã chuẩn bị xong món rau trộn đang chuẩn bị làm mấy món nóng hổi thì nghe thấy một tiếng reo hò vọng vào từ phòng khách anh không dừng tay chỉ khẽ cong môi tố diệp nhanh chóng chạy vào bếp phấn khích ôm chặt lấy anh từ phía sau vui vẻ nói anh rể anh rể thân yêu nhất của em áo sơ mi trắng của anh chẳng mấy chốc đã dính đầy nước mũi của cô chuyện gì khiến em vui đến mức này anh chẳng mang tới tấm lưng ướt rượt của mình, vẫn tập trung nấu nướng. Tố Diệp lấy khăn giấy lau lưng cho anh, cười tít mắt thò đầu ra nhìn anh. Chủ nhà vừa mới gọi điện cho em, nói đã đổi ý rồi, không những đồng ý cho em trả theo quý mà còn giảm tiền nhà nữa. Thế thì tốt rồi. Nhiên bách ngạn mỉm cười, quay đầu sang nhìn cô, nói vậy, em đã dùng kế hoạch thả rán của mình. Đương nhiên, vừa rồi cô tiết gọi điện tới em lập tức khóc lóc, em cảm thấy chắc chắn là cô ấy gọi tới thúc giục thôi. Thấy em khóc nên mềm lòng em khóc ư giả vờ thôi anh đừng quên em là bác sĩ tâm lý giỏi nhất là nắm thóp tâm lý của các bà các mẹ rồi em lại nói trong nhà nhiều rán quá em con gái còn phải liều mình chiến đấu với rán chẳng khác gì đàn ông anh nghĩ mà xem một tiểu khu cao cấp thế này mà lại có rán sau này còn ai dám thuê đương nhiên là cô ấy không dám đuổi em đi rồi tố diệp nhìn anh đắc ý cười miên bách ngạn nhìn gương mặt trắng trẻo của cô đầu mũi vẫn đỏ ửng Đôi mắt to tròn xinh đẹp ngập tràn niềm vui vì được chút lợi nhỏ, một tâm trạng vui mừng không hề giả tạo, bỗng nhiên càng cảm thấy yêu quý cô hơn, bất chợt giơ tay ôm cô vào lòng, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, thông minh. Cô đỏ mặt, nụ hôn của người đàn ông làm nóng trái tim cô. Bắt đầu từ khi nào, nụ hôn của anh lại trở nên tùy ý và thoải mái đến vậy? Quyển 4 chương 129, đẹp tĩnh lặng như lá mùa thu. Tâm tình của con người sẽ thay đổi trong một số hoàn cảnh đặc biệt hoặc chợt quen với một ai đó mà có nảy sinh sự thay đổi. Tố Diệp nghiên cứu về tâm lý con người, thế nên cảm giác, đối với những cảm xúc trong lòng đương nhiên sẽ mẫn cảm hơn người bình thường, cho dù chỉ sự thay đổi im lặng của tiềm thức trong một khoảnh khắc. Cô phát hiện những thay đổi trong tâm tư mình, nhưng cũng đồng thời ngầm chống chọi lại những biến đổi ấy. Cô hơi lùi ra sau một bước nhỏ, cách xa khỏi phạm vi hơi thở của người đàn ông, cố gắng không nghĩ về nụ hôn nhẹ nhàng tùy tiện đặt xuống trán cô vừa rồi, của anh nữa, hỏi một câu mang tính thăm dò, hay là, để em làm cho. Em biết làm không? Mặc dù Niên Bách Ngạn hỏi cô nhưng không dừng công việc đang làm lại. Tố Diệp nhớn mày như đang trêu đùa lại như rất chân thật. Đương nhiên rồi. Nếu không thì mấy năm đó em ở nước ngoài biết sống thế nào? Không thể ngày nào cũng ăn pizza và hamburger chứ. Niên Bách Ngạn ngước mắt lên nhìn cô, khóe môi cũng khẽ cong lên một độ cong hoàn hảo. Đúng là có biết làm, nhưng mà quá lười, dụng cụ nấu nướng toàn mới nguyên. Nói gì thì nói em cũng là mẫu con gái công sở, thường ngày bận rộn như thế, làm gì đủ thời gian mà nấu nướng. Tố Diệp ngụy biện, giật lấy đồ ăn trong tay anh, từ từ bóc, nhưng mà hôm nay em không thể nhàn rỗi được, phải gánh vác giúp anh một chút. Nhiên bách ngạn chỉ cười, để mặc cô ở bên giúp anh. Diện tích phòng bếp không nhỏ, khi thiết kế lại lắp thêm lớp kính thủy tinh, ngăn cách khu nấu nướng và phòng ăn một cách rõ ràng. Sau lưng Niên bách ngạn là bóng tối dày đặc, có ánh sáng của ngọn đèn đường xuyên qua cửa sổ dọi vào phòng, giao hòa với bóng hình trong lớp áo sơ mi đằng sau khung cửa kính. Tố Diệp đứng bên cạnh anh, dáng người nhỏ nhắn, giống như một bông hoa nở về đêm tựa vào một cây cổ thụ xanh bóng, cao vút. Không khí xung quanh ngập tràn hương thơm ngọt ngào, hòa thuận và yên bình. Anh, bóc xong, Tố Diệp vội cướp lấy cái bát, rửa sạch rồi trần trừ mở lời, có phải đã mấy ngày không được ngủ rồi không? Niên Bách Ngạn đứng bên cạnh nhìn cô cúi đầu rửa bát, ánh mắt dịu dàng, đã quen rồi. Cô bất giác ngẩng đầu lên. Một câu trả lời chỉ ba chữ không thể đơn giản hơn, nhưng đã đủ để miêu tả sự tập trung đến quên hết tất cả của anh khi làm việc đầu ngón tay cô dường như cũng tê dại đi có chút gì như mất đi cảm giác cô quay mặt đi không nói gì nữa thầm siết chặt đầu ngón tay mới tìm lại được chút cảm giác rửa sạch bát rồi đưa cho anh lúc nghiên bách ngạn giơ tay đón lấy cô lại liếc nhìn thấy vết sẹo đó nhớ lại khi nhìn thấy nó ở nội mông cô không nén nổi tò mò bèn hỏi vết thương trên cánh tay anh hình như đã lâu lắm rồi nghiên bách ngạn đưa mắt nhìn khóe môi vốn đang mỉm cười bỗng trầm hẳn xuống nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của tố diệp vì anh trả lời lại câu hỏi của cô rất nhanh đúng là lâu lắm rồi từ khi còn rất nhỏ anh chưa từng nhắc về thời thơ ấu của mình hay những chuyện đã từng xảy ra trước kia với cô hôm nay anh bất ngờ nhắc tới mới khiến tố diệp ý thức được người đàn ông này hình như không thích nhớ về quá khứ phàm những người thích nhớ về những kỷ niệm chẳng qua là mang trong lòng hai loại cảm xúc hoặc là sự tôn kính trong sự tiếc nuối quá khứ hoặc là trong hiện tại vô tình nhớ lại những gì đã từng có được bất luận là kiểu nào hồi ức cũng tràn đầy những điều tự chế giễu người ta luôn nhắc nhở rằng kỳ thực con người từ đầu tới cuối là loài động vật không biết tự thỏa mãn có lẽ nhiên bách ngạn không phải là người thích nhớ về chuyện xưa cũ kiểu người này luôn luôn tự tin và không phải hối hận về từng bước đi của mình đương nhiên còn có một kiểu suy đoán tương phản khác đó là quá khứ quá đỗi bi thương anh chấp nhận dùng thực tại ấm áp để quên đi những điều đáng sợ ấy xem ra không phải là một chuyện nhỏ vết thương ấy rất sâu nếu không đã chẳng để lại một vết sẹo dài tới tận bây giờ. Nhiên bách ngạn khẽ cười, coi như là bị thương vì người khác. Người khác? Một đứa trẻ? Tố Diệp mím môi, con gái sao? Một bé gái? Nhìn không ra đấy, bé tí mà đã rơi vào chuyện tình cảm rồi. Cô trêu chọc, vung tay té đầy nước lên mặt anh. Tâm tình nhiên bách ngạn rất tốt, vừa hai ngón tay cũng dính nước tiện thể búng mấy cái vào mặt cô. Kích thích tới nỗi, cô mở hẳn vòi nước, tưới nước vào người anh. Nhiên bách ngạn tránh không kịp, cổ áo ướt sũng, cô bật cười anh cũng cười theo rất thoải mái ra phòng khách đợi đi em còn làm loạn nửa đêm chúng ta cũng chưa được ăn mất anh dùng đôi tay ướt véo má cô đau anh trả thù em đấy à tố diệp giơ tay đánh vào người anh anh mới buông ra thế là cô co giò chạy thẳng cẳng nghiên bách ngạn khẽ cười chẳng mấy chốc bốn món mặn một món canh đã được bày ra bàn tố diệp đi vòng quanh bàn không tin vào mắt mình anh là người đàn ông đầu tiên làm cho em ăn nhiều món thế này đấy rồi cô vội vàng ngồi xuống, đó lấy bát cơm từ tay Nghiên Bách Ngạn, em cứ tưởng anh làm qua loa thôi, ai rẻ cũng đâu ra đấy phết. Nghiên Bách Ngạn ngồi xuống, đối mặt với cô, em trai tôi từ năm 2 tuổi đã do tôi một tay chăm sóc, không thể không học. Em trai anh đâu rồi? Tố Diệp nắm chặt đôi đũa trong tay. Cô từng nghe nói anh có em trai, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Nghiên Bách Ngạn gấp thức ăn vào bát cô, ra nước ngoài học rồi. Kỳ nghỉ cũng không về sao? Không. Từ nhỏ nó đã lớn lên ở nước ngoài, sống ở bên đó cũng quen rồi. Tố Diệp thấy anh nói qua quýt như đang giấu giếm chuyện gì, tạm thời không hỏi thêm nữa. Cô cúi đầu ăn, rồi không nhịn được phải giơ ngón cái về phía anh, ngon thật đấy. Vậy sao? Vậy thì ăn nhiều một chút. Niên Bách Ngạn lại gấp cho cô không ít thức ăn. Cô ăn rất vui vẻ nhưng không quên biểu cảm vừa lướt qua trong mắt anh, nuốt một miếng cơm xuống cô lại do dự nói, thật ra em cảm thấy, cô cố ý nói nửa chừng. Niên Bách Ngạn đương nhiên rất thông minh, cười nói, muốn nói gì thì cứ nói đi. Tố Diệp chỉ đợi câu này của anh, hắng giọng, em cảm thấy anh và em trai tình cảm không được tốt cho lắm. Tôi coi như em đang quan tâm tới tôi đấy. Nụ cười của anh nhạt nhòa, thẳng thừng né tránh câu hỏi của cô. Em là bác sĩ tâm lý, nói không chừng có thể giúp anh. Tố Diệp dụ dỗ. Lần này nhân bách ngạn không mắc lừa cô. Anh đặt đũa xuống, đi ra khỏi phòng ăn. Cô ngẩn người, còn tưởng tâm sự của anh bị vạch trần nên không vui. Đang định đứng dậy hỏi cho rõ ràng thì lại thấy anh đi vào, đưa cho cô một hộp quà được bọc rất đẹp. Tố Diệp không hiểu, đón lấy, mở ra nhìn rồi sững sờ vài giây, ngước mắt lên, đồng hồ của em sao lại ở chỗ anh? Cô đã tìm mấy ngày nay rồi, mãi chẳng nhớ mình đánh rơi ở chỗ nào. Rơi ở trên xe của tôi. Nghiên bách ngạn tốt bụng đáp lại, lúc đó dây đồng hồ bị đứt, tôi đã thay cái mới, em xem đi. Không cần anh nói cô cũng biết dây đồng hồ được thay mới, nhất thời cũng không vội ăn cơm nữa, vuốt ve chiếc đồng hồ như một thứ đồ quý giá lại một lần nữa tìm thấy. Cảm ơn anh. Giọng cô hơi khàn, không biết có phải vì bị cảm hay không. Miên Bách Ngạn thấy cô có tâm sự bèn nói, em có thể hàng ngày bận rộn cho tâm sự của người khác, nhưng tôi khuyên em hãy tĩnh tâm lại suy nghĩ xem mình cần cái gì, con người luôn phải tự kiểm điểm mình, thì mới biết được đoạn đường tiếp theo mình phải đi thế nào. Anh lại thuyết giáo em đây à? Giọng nói tuy có chút cổ trách nhưng ánh mắt cô ngập tràn nét bi thương. Anh nhìn cô, bất giác thấy đau lòng, tôi chỉ không muốn em đi sai đường. Chiếc đồng hồ này không ngừng nhắc em tương lai phải đi thế nào, lúc ngước lên ánh mắt cô lạnh lẽo nhưng cũng chỉ một lát lại nở một nụ cười anh nghĩ quá nhiều rồi em không giết người báo thù cũng chẳng phóng hỏa đốt nhà họ lẽ nào đến quyền được oán hận cũng bị anh cướp mất sao lời cô nói khiến anh trầm ngâm dây lát đây là chiếc đồng hồ cũ rồi là của mẹ em để lại ngữ điệu của cô trở nên mềm mại nhìn kim dây quay từng vòng trên mặt đồng hồ giống như nó vẫn còn lưu lại chút hơi tàn đây là món đồ bà thích nhất nghiên bách ngạn im lặng nhìn cô em biết đây là chiếc đồng hồ người đàn ông đó tặng mẹ thế nên mẹ mới yêu quý nó đến vậy cô hít sâu thầm đè nén cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng nếu đã vậy em càng nên hiểu ý nghĩa đằng sau chiếc đồng hồ này mẹ giao nó cho em chính là muốn em tha thứ miên bách ngạn anh đã từng trải qua cảm giác bị người mình yêu thương nhất tin tưởng nhất phản bội là như thế nào chưa buông bỏ lúc nào cũng dễ dàng hơn cố chấp tiếp nhận lúc nào cũng thoải mái hơn thù hận đạo lý này em hiểu rõ hơn bất kỳ ai ở trung tâm của em, em đã giảng giải nó không dưới 10 lần cho bệnh nhân. Cô không cao giọng, trong đáy mắt lại toát lên vẻ đau đớn không thể gánh chịu. Nhưng một người phải trải qua bao nhiêu đau đớn mới quyết định thù hận một người. Thù hận cũng cần dũng khí và cô đơn. Mỗi người này sinh lòng thù hận, chính vì kỳ vọng quá nhiều nên khi phải chịu phản bội, và tổn thương hận thù mới càng sâu đậm. Cô không thể quên dáng hình mẹ mỗi ngày ngồi trước cửa đợi bố về, ngày nào cũng vậy. Cũng không thể quên lần đầu tiên gặp bố cô đã chờ đợi và hy vọng nhường nào khi bị đám bạn xung quanh cười nhạo mình không có bố khi bị bạn bè coi là đứa con hoang mà cô lập cô khao khát biết bao có được người bố của riêng mình một đứa trẻ như cô đã phấn khích cả đêm không ngủ chỉ vì cuối cùng đã được gặp mặt bố đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy bố một người bố gầy gò nhưng cao lớn trong mắt ông chất chứa nét muộn phiền không thể hóa giải khi ông cô vào lòng còn khẽ thì thầm tiểu diệp bố đây đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên chính ông đã nhận lời với hai mẹ con cô ông sẽ quay trở lại chính ông đã nói sẽ cùng mẹ con cô sống vui vẻ mãi mãi không bao giờ chia lìa vậy mà cuối cùng ông vẫn ra đi trước lúc đi còn đích thân đeo chiếc đồng hồ này vào tay mẹ cô nhìn mẹ tận phút cuối cùng cũng kìm nén không rơi nước mắt cuối cùng khi người đàn ông đó trở lại là khi đứng trước mộ mẹ cô cô không quên được người đàn bà đứng bên cạnh ông ra vẻ thục nữ vậy mà sau lưng lại nói với cô thiên kim tiểu thư mà cô luôn ngưỡng mộ rằng con tiện nhân đó cuối cùng cũng chết rồi còn cô tiểu thư đài các kia thì nũng nịu hỏi Vậy con gái con tiện nhân đó còn tới cướp bố của chúng ta không? Đừng trách cô bụng dạ hẹp hòi, có trách thì trách ông trời luôn để cô nhìn thấy những điều không nên nhìn. Tố Diệp khẽ cười, có lẽ vì đã quá nhập tâm vào quá khứ của bản thân, mới quên bẵng mất nghiên bách ngạn liên tục hỏi cô, tâm trạng không khỏi xót xa và trầm mặc. Nghe nói tên em cũng do người đàn ông đó đặt cho. Chữ Diệp vì ông ta họ Diệp, và vì ông ta hy vọng hai đứa con gái của mình đều là lá ngọc cành vàng, nên đặt thành Diệp Diệp. Một tình phụ tử mới cảm động làm sao, đúng không? Cô mở lòng bàn tay ra, thở dài như chút bỏ một hòn đá đã đè nặng trong trái tim mình quá lâu, nhưng mẹ em nói rằng, mẹ là thu còn con là diệp. Nếu hai chúng ta không thể bung nở rực rỡ như hoa mùa hạ, thì ít nhất hãy chết đẹp một cách tĩnh lặng như lá mùa thu. Quyển 4 chương 130, nhà họ Diệp mỗi người một vẻ. Cảnh đêm ngoài cửa sổ lấp lánh, lại có những quầng mây che lấp mắt ánh sao. Mẹ làm được rồi, nhưng lại bỏ em lại một mình. Tố Diệp mỉm cười nhưng đôi mắt rơm rớm. Nghiên Bách ngạn yên lặng nhìn cô, dáng vẻ dùng nụ cười che đi giọt nước của mắt khiến người khác rất đau lòng. Lúc này anh lại chẳng biết phải an ủi cô thế nào. Mỗi người đều có nỗi đau của riêng mình. Trên đời này chẳng ai có quyền được phê phán hay phủ định nỗi đau của người khác, không ai có tư cách chỉ trỏ vào những đau đớn người ta phải gánh chịu. Phát hiện ra khóe mắt đã ướt đẫm, Tố Diệp vội vàng giơ tay ôm mặt, âm thầm lau nước mắt đi rồi ngước mắt lên nhìn anh, cười khẽ, cảm cúm đúng là hành hạ con người ta nói chuyện thôi mà nước mắt nước mũi cũng chảy ròng ròng. Thấy cô cố tình nói tránh sang chuyện khác, anh càng thấy lòng mình thắt lại, anh siết chặt tay cô, "Lại đây." Sự ấm áp của những ngón tay anh nhanh chóng làm tan giá lạnh trong lòng cô. Cô cũng vô thức siết chặt tay anh, giống như nắm giữ nguồn nhiệt cuối cùng, đi về phía anh như bị ma xui quỷ khiến. Anh hơi dùng lực, kéo cô ngồi xuống đùi mình, cánh tay ôm chặt cô vào lòng. Cô ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, có lẽ vì đang bị cảm, hoặc có lẽ những hồi ức quá thê lương đã rút cạn sức lực. Tóm lại, cô không hề phản kháng, yên lặng nằm trong lòng anh, một lúc lâu sau mới thì thầm, niên bách ngạn. Nếu anh chỉ thương hại em thôi cũng đừng để em biết, em chỉ muốn mượn vòng tay anh để hồi phục chút sức lực mà thôi. Cô còn gượng cười tìm cớ khiến người đàn ông không khống chế được cảm xúc của mình, càng ôm cô chặt hơn. Anh yêu chị ta chứ? Tố Diệp hỏi với vẻ mệt mỏi. Nhiên bách ngạn cúi xuống còn cô ngẩng lên, ánh mắt của hai người giao nhau. Nếu đã không yêu, tại sao lại cưới chị ta? Cô bất giác đưa tay, vuốt nhẹ lên hàng lông mày anh. Ánh mắt anh vẫn rất bình thản, nhìn cô không hề chớp mắt. Một bữa cơm gia đình đã giúp em nhìn rõ những ý đồ và tâm tư che giấu dưới mỗi gương mặt của người nhà họ Diệp, bất luận bề ngoài có ôn hòa đến đâu cũng không thể che giấu được những khao khát mà họ muốn có được trong nội tâm. Diệp Hạc Phong giấu sự dây dứt dưới lớp vỏ uy nghiêm, Diệp Hạc Thành giấu những toan tính dưới bề ngoài ôn hòa. Một Nguyễn Tuyết mặn ngu ngốc sau vẻ ngoài tinh danh, Nguyễn Tuyết cầm đầy mưu mô sau vẻ ngoài nhẫn nhịn chịu đựng diệp ngọc có hàng ngàn suy tính bên dưới vẻ yếu đuối diệp yên cố gắng chống đối dù bên ngoài tỏ ra rộng lượng diệp lan lại rất điểm tĩnh đằng sau vẻ thoải mái lanh lợi ánh mắt tố diệp như viên pha lê chìm trong dòng nước tinh khiết thanh âm khẽ khàng lành lạnh đôi mắt anh e là còn nhìn được xa hơn và nhiều hơn em em không hiểu sao anh có thể chung sống với người nhà họ như không có chuyện gì xảy ra chỉ vì cuộc hôn nhân của anh và chị ta em biết không nghiên bách ngạn im lặng đã lâu giờ mới lên tiếng bờ môi mỏng áp sát sống mũi cô nói một câu như đuổi như thật, ai lấy về em sẽ rất đen đuổi. cô ngẩn người, anh khẽ cười, hôn nhẹ lên mắt cô, đôi mắt em rất độc. so với việc suy nghĩ xem làm thế nào để chung sống với nhà họ Diệp, chi bằng tôi nên suy nghĩ thật cẩn thận xem sau này làm sao để chung sống cùng em thì hơn. bờ vai cô khẽ cứng đờ ra. Lâm yêu yêu đáp chuyến bay từ Paris về Bắc Kinh, mấy ngày nay chẳng khác nào một giấc mơ. trong phòng nghỉ cho khách quý của khoang hạng nhất, cô lại gặp phải gã đàn ông âm hồn vất vưởng ấy lần này anh ta ăn mặc cũng nghiêm túc, bộ đồng phục cơ trưởng chỉnh tề, trong tay kéo một chiếc vali đồng phục màu đen. Anh ta vừa uống một cốc cà phê, khi ánh mắt vô tình liếc thấy Lâm Yêu Yêu thì bờ môi không nhịn được liền cong lên. Anh ta đặt cốc cà phê sang một bên, đi về phía cô. Phản ứng đầu tiên của Lâm Yêu Yêu là vờ như không thấy, đứng dậy chuồn đi, vậy mà lại bị anh ta lười biếng gọi một tiếng sau lưng. Honey, tôi ở đây mà. Người đợi bay ở phòng khách quý không nhiều, ai cũng nhìn cả về phía này, lâm yêu yêu thật sự muốn giả vờ không quen biết anh ta tiếc là anh ta đã sải bước đi tới trước một giây sau đã chặn đứng đường đi của cô cô ngước lên nhìn anh ta chằm chầm, bộ dạng cực kỳ xem thường những lời anh thốt ra khỏi miệng lúc này ít nhất cũng phải xứng với bộ đồng phục trên người chứ đừng ở nước ngoài làm mất mặt người trung quốc có được không tôi làm sao rồi diệp uyên nhún vai vẻ mặt rất chi vô tội muốn tán gái thì tránh xa tôi một chút cô đây không thích loại người như anh đâu diệp uyên nhướn mày em làm ngành nghề gì ấy nhỉ? Mới đó đã nhìn ra tôi muốn tán em, lợi hại. Sao con người anh không biết xấu hổ vậy? Đàn ông theo đuổi phụ nữ vốn không cần liêm sỉ. Diệp Uyên giơ tay ra, ôm cô vào lòng trước mặt mọi người, cười đùa, nếu không thì sao có được người đẹp ở bên cạnh thế này. Ngay sau đó anh lại nhanh lẹ né tránh đòn dơ chân công kích đột ngột của Lâm Yêu Yêu. Độc ác nhất chỉ có lòng dạ đàn bà. Cô nương à, em đá anh tàn phế rồi, sau này làm sao hưởng thụ những vui vẻ anh mang lại được. Diệp Uyên thầm thở dài mình né kịp thời, góc độ vừa rồi mà không tránh chân cô sẽ đá trúng hông dưới của anh. Ánh mắt Lâm yêu yêu đầy vẻ chế giễu, tốt nhất giữ lại những vui vẻ đó của anh cho người phụ nữ khác đi. Anh lăng nhăng như thế, tôi sợ chết lắm, đừng có lây nhiễm sida vào người tôi. Diệp Uyên nghe xong không tức giận mà bật cười, em ghê nà. Yên tâm đi Honey, sau này tôi bảo đảm chỉ có một mình em. Hơn nữa, tôi và mấy cô gái đó lên giường là chuyện của lên giường, mấy biện pháp phòng tránh tôi vẫn sử dụng đầy đủ tôi có thể khiếu nại cái gã mặt người dạ thú như anh đấy lâm yêu yêu ghê tẩm nhớn mày sắc mặt phẫn nộ diệp uyên thấy cô tức giận cũng không chọc cô nữa mỉm cười được rồi không trêu em nữa hôm nay em ngồi chuyến bay anh lái về nước ít nhất cũng phải để lại sáu ấn tượng tốt với em trời đất ạ à, tôi muốn đổi chuyến bay quá cô chống tay lên chán. diệp uyên càng cười sung sướng yên tâm đi có người con gái anh muốn theo đuổi ngồi trên máy bay anh nhất định sẽ lái vừa ổn định vừa đúng giờ Dứt lời, anh ta đột một bước một bước lớn với tốc độ kinh hồn, hôn nhẹ lên môi cô rồi tươi cười rời đi. Lâm yêu yêu vẫn còn đang hoảng hốt, một lúc sau mới phản ứng lại mình vừa bị hôn trộm, trong lòng không ngất lời chửi mắng anh ta là đồ bị ổi. Cứ như vậy, sau khi trải qua một vài chuyện không mấy vui vẻ ở sân bay, Lâm cô nương sốt ruột muốn được về nước, nên cuối cùng vẫn không đổi chuyến bay, ngồi lên chiếc máy bay do gã đàn ông không có ra mặt đó lái. Trước khi máy bay cất cánh, cô lại gọi điện cho Đinh Tư Thừa, Hớn hở hỏi anh có thể tới sân bay đón cô không, anh im lặng một lát rồi nói có thể. Cô cười rất vui, chỉ có điều sau đó anh lại nói thêm, "Yêu yêu, anh có chuyện muốn nói với em." Khi Lâm Yêu, yêu thúc giục anh mau nói đi, thì dường như anh nghe thấy lời nhắc nhở của nhân viên hàng không, thở dài rồi nói lát nữa gặp mặt sẽ nói. Tắt máy đi cô cũng không nghĩ nhiều nữa, trong đầu chỉ hiện lên nụ cười mỉm của Đinh Tư Thừa, cảm giác bực bội trong lòng cũng theo đó biến mất. Mau chạy đi lại là tiếng nói của đứa trẻ đó khiến cô choàng tỉnh giấc. Tố Diệp ngồi bật dậy khỏi giường, vô thức đưa mắt nhìn đồng hồ, thời gian chưa bao giờ thay đổi. Mồ hôi thấm đẫm mái tóc dài, chảy đầm đìa trên trán khiến cô vô cùng khó chịu. Cô thở hổn hển, cố gắng nhớ lại khung cảnh vừa nhìn thấy trong giấc mơ, hình ảnh trước khi mở mắt dần dần nhòa đi. Đã từng có một khoảng thời gian, cô điên cuồng sưu tập các bài hát, cũng điên cuồng ghi lại giấc mơ của mình, hy vọng có thể một lần phân tích ra được tình trạng của mình. Con người khi chìm vào mộng tưởng và khi tỉnh táo hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau. Ngoại trừ những bệnh nhân tinh thần hoảng loạn, không phân biệt được thực và mơ ra, người bình thường đều có thể ghi lại giấc mơ của chính mình. Khi người ta thức tỉnh trong giấc mơ, cảnh tượng trước mắt là rõ ràng nhất, một khi mở mắt ra hoặc mở lời nói chuyện, khung cảnh ấy sẽ mơ dần xa dần. Thế nên mấy lần trước đây, mỗi lần nằm mơ, Tố Diệp đều học cách ghi nhớ một cách mù quáng, cuốn tập ghi lại giấc mơ cũng chỉ là những hàng chữ xiên xẹo, nhưng cảnh tượng khi đó thì cô nhớ rất rõ. Cô nhớ lại cuốn vở đó, đột ngột chạy xuống nhà kho dưới nhà, điên cuồng lật tìm, cuối cùng cũng tìm ra một quyển vở dày cộp trong một chiếc hộp. Lật ra, trong đó là những dòng chữ cô từng viết. Đêm nay trời đổ mưa, ngoài cửa sổ sấm rền chớp giật. Tố Diệp tóc tai bù xù cùng khuôn mặt nhợt nhạt trông chẳng khác nào ma quỷ. Cô lật nhanh xem lướt từng trang một, rồi như một bóng ma cô độc bay tới phòng khách, ngồi sụp xuống sofa, quyển sách trong tay rơi xuống dưới chân. Cô đã từng ghi lại những chi tiết liên quan đến giấc mơ lặp đi lặp lại này, đều là tiếng một đứa bé và tiếng nhạc như tiếng kim loại khó mà lọt tai những cái khác cô không tài nào nhớ được có lẽ là chưa mơ tới cũng có thể sau khi tỉnh dậy cô đã quên mất nhưng tối nay thì khác cho đến tận lúc này cô vẫn nhớ rất rõ hình như cô được ai đó ôm vào lòng người đó khẽ thúc giục gấp rút bên tai cô một câu mau chạy đi lần đầu tiên trong mơ cô quay đầu lại dưới bóng đêm vẫn nhìn rõ gương mặt người đó đó là niên bách ngạn sấm đùng đùng vang lên ngoài cửa sổ trên ghế sofa Tố Diệp cuộn tròn người lại, dây mạnh hai bên thái dương phồng lên, đau nhức, sao cô lại mơ thấy anh chứ? Trong mơ rõ ràng là một đứa bé mà. Cô chống chảy nằm xuống, nhưng suy nghĩ thì vẫn rất tỉnh táo. Cô tin chắc rằng mỗi một giấc mơ đều là phản xạ của tiềm thức, thế nên cô sẽ không bỏ qua sự hình thành mỗi giấc mơ. Có lẽ hôm nay nghe Niên Bách Ngạn vô tình nhắc tới chuyện hồi nhỏ, hoặc có lẽ gần đây cô quá gần gũi với anh, trong tiềm thức đã lưu lại dấu tích của anh. Trong mơ cô dường như rất sợ hãi và lo lắng, đây là phản chiếu sự thiếu cảm giác an toàn của cô ở thực tại. Vậy thì nhiên bách ngạn xuất hiện trong giấc mơ, hơn nữa lại còn với hình tượng anh dũng cứu lấy cô. Điều này phải chăng có nghĩa tiềm thức của cô đã cảm thấy, anh là an toàn, là người đáng để cô dựa vào. Tố Diệp lắc đầu, ánh mắt nhìn lên bàn uống nước. Trong chiếc gạt tàn trên mặt bàn vẫn còn tàn thuốc anh để lại, trong không khí vẫn còn thoang. Thoảng mùi thuốc lá nhè nhẹ cùng mùi gỗ mộc của anh. Cô chìm vào suy tư, nhiên bách ngạn nói một không nói hai ba na cuối cùng cũng không giữ được vị trí của mình vẫn bị sa thải cùng lúc đó những món đồ chơi trong phòng làm việc cũng bị quét sạch vì chính sách cứng rắn của niên bách ngạn không một ai dám trang hoàng bàn làm việc của mình như công viên nữa tố diệp vượt qua kỳ thi một cách thuận lợi dưới sức hấp dẫn của món tiền thưởng cực lớn niên bách ngạn thực sự làm người chấm thi mỗi một câu hỏi xoáy rất sâu và dễ bị đánh lừa nhưng tiếc là một tố diệp trong mắt chỉ có tiền đã liều mình phát huy khả năng lạnh lùng trả lời trôi chảy, cuối cùng cũng giành được sự khẳng định của anh. Khoản tiền đó cũng được chuyển vào tài khoản của cô một cách thuận lợi. Mọi việc vốn dĩ đang tươi sáng, nắng mai rực rỡ, ve kêu dâm gian, sen nở thơm khắp đất trời. Nhưng chẳng mấy chốc đã có người phá vỡ khung cảnh yên bình ấy, khiến cho mùa hè vốn đã oi ả à tăng thêm phần náo nhiệt. Vào một buổi chiều một ngày thứ sáu, cuối cùng Nguyễn Tuyết Mạn cũng xông vào văn phòng tố Diệp, thậm chí còn chẳng thèm gõ cửa, theo sau đó có Diệp Ngọc bà ta tới vì cuối đã nhìn thấy nghiên bách ngạn đeo chiếc măng xét mà tố diệp đã mua